Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô, dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Trần Chiêu. của anh Bình ạ à. Đứa nào mà lớn ngớ đến bên em Thì anh đã què giò nó luôn Em mãi mãi thuộc về anh Bình giật mình tỉnh dậy giữa đêm Đã hai hôm nay Đêm nào cô cũng mơ thấy giọng nói đó trong đầu Nó giống như là Cái người đó đang đứng ngay sát lỗ tai cô Nói vào vậy Mồ hôi đầm đề ướt hết cả người Bình đi ra khỏi căn buồng cũ kỹ Ở nhà bà nội Cô ra ngoài sân ngồi ngay bậc thềm, nhìn ra ngoài xa, một bóng trắng bỗng vụt qua trước mặt Bình rồi biến mất trong màn đêm trước mặt. Quá sợ hãi, Bình chạy vào trong nhà rồi chui vô căn buồng mà bà Duyên đang nằm với con bé Mai. Thấy con gái hớt hải chạy vào, bà Duyên hỏi: "Sao vậy con? Là nhà không ngủ được hả con?" Bình run run giọng nói: "Không mẹ ạ, con vừa thấy có cái bóng trắng nó chạy qua sân nhà bà sợ quá nên con chạy vào với mẹ cô duyên biết nơi này là vùng quê hẻo lánh nhiều chuyện ma mị vẫn còn nhiều tuy nhiên bà không dám nói ra ngoài miệng sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con cô xoa xoa đầu bình rồi nói thôi khuya rồi con nằm xuống ngủ với mẹ với em luôn đi sợ thì khỏi qua bên kia ngủ nữa nằm xuống ngủ đi con khuya rồi trong nhà ông bà không có chuyện gì đâu mà phải sợ cả bình an tâm nằm xuống có mẹ và có con bé mai nằm bên cạnh nên cố nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong giấc mơ đột nhiên cô nhìn thấy một người con trai xuất hiện trước mặt cô tuy nhiên khuôn mặt lại không nhìn rõ méo tròn ra sao chỉ nghe anh ta nói em là của anh mãi mãi là của anh <laughs> anh yêu em bình ạ à. lần này bình hét lên rồi ngồi dậy cả nhà được một phen hú vía cô duyên ngồi bên cạnh an ủi cô bé không có chuyện gì đâu con ngoan nín đi đừng khóc nữa chú hải lặng lẽ đi ra ngoài đốt ba nén nhang rồi cắm lên bàn thờ của bà mận rồi lẩm bẩm cái gì đó Bên ngoài từng cơn gió từ đâu đến Xô mấy cái cánh cửa đập vào nhau thật giận người Nhà chú Hải và cô Duyên quê gốc vốn tận ngoài Bắc Những năm đầu 90 đất nước còn nghèo nạn lạc hậu Vợ chồng chú khi đó mới cưới được gần một năm Cô Duyên đang có thai đứa con đầu Ở quê khi đó nghèo vô cùng Vợ có bầu mà chú Hải không có tiền mua thịt cho cô ấy ăn mấy tháng bầu bì ăn được đúng một bữa thịt mỡ trắng phau ấy thế mà cô vẫn vui vẻ chú hải thì không thể chịu đựng được cái cảnh nghèo nàn này chú rất thương vợ và thương đứa con chưa chào đời của mình chú không muốn suốt đời phải bán lưng cho trời bán mặt cho đồng ruộng nơi này thế là cô duyên chỉ còn gần một tháng nữa là đến ngày sinh chú hải bàn với cô vợ này anh nói chuyện này với em nha thật sự anh thấy ra cảnh mình ở quê khổ quá em ạ. À. Anh không muốn suốt đời này vợ chồng mình chỉ biết bán giặt cái mặt ở đây. Anh tính để em sinh xong rồi anh vào trong năm một chuyến. Nghe người ta nói Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông. Anh cũng muốn đổi đời. Anh muốn con chúng mình sinh ra phải đầy đủ. Em nhìn xem, gần ngày sinh rồi mà người em lúc nào cũng gầy nhẳng đi thế này. Anh xót lắm. Anh không muốn ăn cơm trộn sắn nữa. Anh muốn giàu, thật giàu. Cô Duyên nghe chú nói thì cũng gật gật đầu, đồng ý với chú. Cô nói, em cũng muốn con mình sinh ra đầy đủ trong cuộc sống. Vợ chúng mình ăn học không đàng hoàng rồi, em không muốn đời con chúng mình lại tiếp tục theo bước bố mẹ nữa. Anh tính sao thì tính, anh đi đâu, mẹ con em theo đó. Nhận được lời động viên và đồng ý của vợ, chú Hải rất mừng. Trong những ngày cuối cùng của thời kỳ bầu bì, chú đi làm rất cật lực chú muốn cô duyên sinh nở không cần phải lo về vấn đề tiền bạc một tháng trôi qua cái vèo tối hôm đấy vừa ăn cơm tối xong thì cô duyên kêu đau bụng anh ơi em đau bụng quá anh đưa em lên trạm xá đi anh chắc sắp sinh rồi anh lên à, đau quá anh hải ơi chú hải vội vàng mặc vội cái áo vào rồi bế cô duyên chạy ra ngoài ngõ lấy chiếc xe đạp để cô lên gác ba ga rồi đạp xe chạy đi vừa chạy chú vừa an ủi cô. Cố lên em ơi, hết cái dốc này là đến thôi. Cố lên em, sắp đến nơi rồi. Cô Duyên ngồi phía sau, đau quá, túm chặt lấy áo chú Hải. Bẹo cả và ra thịt chú đau điếng, nhưng chú không dám hé răng kêu đau. Đạp hết con dốc rồi lao xuống dốc là đã đến trạm xá. Vừa đến cổng chú bé cô Duyên chạy vào trong, vứt cả cái xe đạp ngay cổng. Chú Hải hớt hải gọi. Bác sĩ ơi, cấp cứu tôi sắp sinh à, vợ tôi sắp sinh bác sĩ ơi cứu chú hải hấp tấp và vội vàng quá mà nói lắp vợ đau đẻ mà chú kêu là tôi sắp đẻ một bác sĩ nam khá lớn tuổi chạy ra nghe thấy thế bịt miệng cười vội vàng nói với chú <laughs> thôi bế sinh nhà vào trong buồng đi mà cái anh này đi đẻ mà không nên theo đồ gì cả thôi đẻ đó tôi xem nào chú hải bế cô duyên và buồn đẻ bác sĩ vạch quần cô ra khiến cho cô đỏ ửng cả mặt bác sĩ thấy thế nói to hơn gớm cái cô này hay nhỉ đi đẻ chứ cái gì mà ngại tôi một ngày ấy à chăm cái ca thế này chứ có phải mình cô đâu mà nói xong ông quay qua nói với chú hải mới mở có một phân thôi anh chạy về nhà kêu bà ngoại hay là bà nội ra đây cầm theo phích nước sôi áo quần dài cho cô ấy nữa cả tá sữa cho đứa bé Đi nhanh đi Tí có y tá chăm cho vợ anh Chú Hải dối rít gật đầu Rồi chạy ra xe về nhà Bà Tân mẹ vợ chú Chú đứng ngoài cổng hét lên Bà ơi Bà ơi Bà có nhà không bà ơi Bà Tân đang ở trong nhà Nghe tiếng ai gọi liền lên tiếng Ơi Đứa nào kêu đấy Tao ở nhà đây Bà Tân đi ra thấy chú Hải liền nói Hải đấy à Sao qua nhà mẹ khuya thế? Có chuyện gì hả con? Chữ Hải chẳng thèm xuống xe nói. Cái duyên sắp sinh rồi, mày ra chạm xá với con đi mẹ. Bà Tân kêu lên. Ủa, sắp sinh rồi hả? Ờ, đợi mẹ tí, đợi tí. Bà Tân vào nhà, lấy cái tấm vải trùm lên đầu cho gọn tóc. Tay cầm cái làn với cái phích nước đi ra nói với chú Hải. Đi đi, mày chở mẹ ra chạm xá trước, chứ có vẻ rước bà mận ra không con? Chú Hải gật đầu Hai mẹ con chú đến trạm xá Chú chạy vào trong thăm cô Duyên xem cô thế nào Cô y tá trong đó bảo chưa sinh Chú lại chạy về nhà Chở theo bà Mận ra Hai bà đến trạm xá Đứng ngồi không yên Cứ đi qua đi lại trước phòng chờ sinh Đến một giờ sáng Thì cô Duyên đau bụng dữ rồi Cô y tá chạy qua phòng bác sĩ kêu Bác ơi Vợ ối rồi, vợ ối rồi Vị bác sĩ lúc chiều khám cho cô Duyên chạy ra. Ông vào phòng thăm khám rồi quay ra nói với ba người nhà chu Hải. Cô ấy sắp sinh rồi. Mọi người chuẩn bị đồ đi. Mở hết rồi kiểu này chỉ lúc nữa là sinh thôi. Nói rồi ông đóng cửa lại. Bên trong tiếng hét đau đớn của cô Duyên vang ra. Ba người ở bên ngoài cứ ngóng trông mãi. Cỡ 30 phút sau thì có tiếng oe oe ở bên trong. chu Hải hét lên. Sinh rồi sinh rồi mẹ ơi vợ con sinh rồi còn chỉ thức làm bố rồi cánh cửa phòng sinh mở ra vì bác sĩ đi ra nói chúc mừng gia đình một cô công chúa kháu khỉnh bà ký tư cô ấy đang mệt mỏi nên mọi người đợi bên ngoài một lúc tí nữa y tá hộ sinh để ra phòng ngoài rồi thăm sau một tiếng sau cô duyên được hộ sinh để ra phòng khác nằm con bé đang nằm bên cạnh chú hải chạy lại nhìn thấy con thì cười toe toét lên hai bà nội ngoại cũng tranh nhau nhìn cháu mẹ con cô duyên nằm ở trạm xá ba ngày thì được về nhà hai bà ngày ngày qua chăm cô chú hải vẫn chưa nói chuyện với hai bà ý định vào trong nam chú định để cho con bé bình được ba tháng mười ngày rồi nói luôn thấm thoát thoi đưa bé bình ngày nào bây giờ đã được hơn ba tháng tối nay chú hải mời bà ngoại và bà nội với vài chú bác trong nhà qua nhà mình chơi. Ông nội và ông ngoại thì đã mất từ lâu. Trong bữa cơm thân mật, chú Hải thừa chuyện. Dạ, thưa hai bà và các chú các bác, vợ con sinh thế này cũng đã gần hết thời gian ở cữ. Hôm nay con muốn thưa chuyện với mọi người. Vợ chồng con tính ít hôm nữa và miền Nam sinh sống, tìm kế sinh nhai. Chứ ở quê thế này mãi bọn con không chịu được. Đời chúng ta đã khổ, con không muốn đời con con sinh ra nó lại tiếp bước như cha mẹ và ông bà nó bà tân và bà mận nghe chú hải nói thì có chút buồn vương trên khóe mắt tuy nhiên con đã nói vậy thì hai bà có giữ cũng không được bà tân nói với chú hải con biết phấn đấu như vậy là tốt hai mẹ cũng không ngăn cản các con chỉ có điều là vào trong đó lạ nước lạ cái lạ người các con nên nhớ cẩn thận lòng người khó đoán lắm còn ạ à, các con lại thân cố thế cô lưu lạc nữa. Chú Hải nắm tay bà Tân và bà Mận lại nói, Con cảm ơn hai mẹ, con nhất định sẽ không làm hai mẹ thất vọng, con sẽ cố gắng để lo cho hai mẹ con cứ duyên và bé Bình. Tối hôm ấy, hai bà ở lại, ngủ với mẹ con cô Duyên. Một tuần sau, vợ chồng chú tu dọn đồ đạc, bán hết cặp lợn và chục con gà với cái xe đạp cũ được ít tiền lộ phí cả nhà ngồi nhồi nhét trên chiếc xe khách chật kín người mùi khói xe mùi khói thuốc mùi mồ hôi khiến cho con bé bình cứ o e trong lòng cô duyên may mà hai ngày sau thì xe cũng đến cái nơi vợ chồng chu hải cần đến đặt chân lên đất này chưa biết nên đi về đâu ở đây thì may chú Hải gặp được một người xe ôm tốt bụng. Ông ấy dẫn hai vợ chồng đi đến một nhà xưởng làm bột mì. Ở đó họ cần người làm nên nhận cả hai vợ chồng Hai người với con bé được chủ thương cho mượn một cái kho nhỏ trong xưởng bột mì để ở lại luôn. Bắt đầu những ngày làm vất vả của vợ chồng chú Hải ở trong xưởng bột mì, hai người cố gắng làm ngày làm đêm, người ta về rồi vợ chồng chú còn xin nán lại làm thêm. Cứ thế làm được 3 năm thì ông chủ thấy chú Hải có chí tiến thủ nên bắt đầu hướng dẫn cho chú quy trình cách vận hành máy móc để sản xuất ra bột mì khi đó máy móc đang lạc hậu lỗi thời không phải như bây giờ chú hải nhận thấy đây là cơ hội của mình nên ngày đêm cố gắng làm và học hỏi lại thêm 3 năm nữa vợ chồng chú tích cóp được một ít vốn kha khá cộng thêm kiến thức của mình tích lũy 6 năm qua người chủ của chú không muốn làm mảng bột mì nữa nên đã bán lại xưởng cho vợ chồng chú với giá rẻ chú hải chớp thời cơ mua lại cả cái xưởng với giá rất hời bao nhiêu tiền tích cóp đổ vào hết cái xưởng này. Cô chú không thuê người làm mà tự làm hết tất cả mọi công việc. Con bé Bình cũng được 5 tuổi, cô Duyên cho nó đi nhà trẻ. 6 năm trôi qua, kể từ khi đặt chân đến đất Sài Gòn phồn hoa, hai vợ chồng chú chưa một lần đi về quê. Ở ngoài quê lâu lâu lại gửi thư và hỏi thăm chú. Đến năm thứ 10 thì ngoài quê báo tin bà mặt ốm nặng, rồi muốn gặp mặt vợ chồng chú. Vì xưởng bột mì chú mới đầu tư lại thuê người làm nên cần phải có người ở lại. Vì thế chú về quê thăm bà Mận một mình, cô Duyên và con bé Bình ở lại trong này. Chú về được vài ngày thì bà Mận không vượt qua được bảo bệnh mà đi về nơi chiến suối. Chú Hải ở quê chịu tang mẹ nửa tháng rồi khăn gói vào Nam lại. Lần này chú đi đưa theo cả bà Tân vào trong đó. Mấy người anh em nhà cô Duyên biết vợ chồng chú làm ăn được nên đồn đẩy bà Tân cho cô chú. Chú Hải cũng chẳng than vãn gì. Sườn bột mì mới của chú làm ăn ngày càng đi lên. Thêm 5 năm nữa, con bé Bình đã được 15 tuổi. Cô Duyên cũng đã sinh bé Mai được 3 năm. Chú Hải mua thêm đất xung quanh xưởng bột mì và lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Mai. Vì xưởng cũng có tiếng nên khi lập công ty thì con đường làm ăn của chú lên như diều gặp gió thoáng cái có nhà có ô tô ở trong Sài Gòn hoa lệ. Nhưng chú nhìn lại mình thì nay cũng đã già rồi. 18 năm tha phương cầu thực chỉ về quê có ba lần. Con cái cũng đã lớn. Bé Bình đã 18 tuổi chưa một lần về quê. Bé Mai đã lên 6 tuổi. Bà Tân thì mấy năm trước không chịu được không khí thành phố nên đã về quê. Đợt này chú định giao lại công việc cho cấp dưới đưa vợ con về quê thăm họ hàng cùng nhân cơ hội này làm dỗ cho bà mận luôn chú đem chuyện này nói với cô duyên em này mười tám năm trước vợ chồng mình hai bàn tay trắng nay cơ người đã ổn định rồi còn bé bình và mai cũng đã lớn thế này anh tính ít hôm nữa đưa cả nhà về quê chưa một tháng thăm lại trốn trôn rào cắt rốn mà cũng nhân dịp này làm dỗ cho bà nội hai đứa luôn em thấy thế nào cô duyên nắm tay chú hải hai vợ chồng đứng ở trên tầng nhìn xuống dòng người đông đúc qua lại nói. 18 năm trước, anh hứa sẽ cho mẹ con em cuộc sống no đủ. Bây giờ anh làm được rồi. Anh đi đâu, mẹ con em theo đó. Anh nói gì, em nghe theo đó. Miễn sao gia đình mình mãi như thế này. Hai người đứng ôm nhau, không nói tiếng nào. Một tuần sau, bốn người chất đồ đạc lên chiếc ô tô bảy chỗ, rời khỏi Sài Gòn, thẳng về Thanh Hóa, ba ngày sau cả nhà về đến nơi họ hàng hai bên hàng xóm bạn bè chú hải cũng phải ghen tị với chú cả dòng họ nhà chú hải bây giờ ai cũng tự hào về chú lần này chú về tính xây lại ngôi mộ cho bà mận khang trang hơn bỏ tiền ra xây lại nhà thờ họ xây lại căn nhà cho bà tân ngày mai là ngày dỗ bà mận chiều hôm đấy sau một ngày về quê vợ chồng chú hải cùng với hai đứa con gái tranh thủ ra mộ bà vân dọn dẹp lại cách đây năm sáu năm thì nơi này còn là những ngôi mộ được đắp bằng đất bùn cứ ba hoặc bốn năm là họ lại cải táng đem xương cốt người khuất về vườn chôn nhưng độ một vài năm trở lại đây phong trào xây mộ diễn ra ở nông thôn nhanh chóng được lan rộng mộ bà mận khi chết vẫn là mộ đắp đất nhưng mấy năm trước mấy anh em nhà chu hải đã cải táng bà xây thành một cái mộ cố định ở đây Tuy nhiên ngôi mộ đã xuống cấp nghiêm trọng, xi măng chóc lở hết. Hai vợ chồng và con bé Bình quét dọn rồi thắp hương xin phép trước với bà Mận, ngày mai xây lại nhà mới cho bà. Trong lúc vợ chồng chú Hải quét dọn mộ cho bà Mận, thì con bé Bình lại đi lang thang trong bãi Tha Trong này người dân đem hoa vào trồng rất nhiều, có những cây hoa sứ cao chót vót, hoa thơm nước mũi, trời cũng đã bắt đầu dần tắt nắng con bé Bình dừng trước một ngôi mộ khá khang trang. Bên trên cái bia có ảnh của một người thanh niên đẹp trai vô cùng. Nụ cười khiến Bình nhìn vào cũng mê mẩn. Chẳng hiểu vì sao, cô cứ nhìn tấm ảnh đó rồi đọc lên. Đỗ Văn Đậu, sinh năm 1988, mất năm 2006, hưởng dương. Ồ, wow, anh này hơn mình 3 tuổi mà mất trẻ quá, tội ghê. Cô bé đang thả hồn vào ngôi mộ kia, thì chú Hải từ phía sau đi đến quát lớn. Bình, con làm cái gì mà đọc tên người ta lên vậy hả? Bà cấm tuyệt đối, không được đọc tên người mất trên bia mộ nghe chưa? Không được khen chê gì họ cả. Đi ra để về nào, tối rồi. Con bé Bình nghe chú Hải nói vậy thì lè lưỡi một cái rồi chạy lại chỗ cô Duyên và bé Mai đang đợi. Bốn người vái lại ở mộ bà Mận ba cái rồi ra về. Trời nhá nhem tối, từ trên ngôi mộ lúc nãy bình vừa đọc lên chợt có một bóng hình mờ mờ hiện ra dõi theo bóng lưng bốn người nhà chú hải biến mất trên đường trở về bình tò mò hỏi chú hải ba ba sao ba lại cấm con đọc tên trên bia mộ của người đã mất vậy ba con có làm gì sai đâu ạ chú hải vừa đi vừa giải thích cho bình nghe người xưa người ta truyền lại bà cũng không biết nhưng có điều người ta kiên gọi tên người chết trên bia mộ và không được khen hay là chê người đã khuất. Nếu mà làm như vậy, người ta sẽ theo con về nhà. Họ nghĩ rằng mình thương họ nên họ theo mãi quấy phá làm cho mình càng ngày càng ôm yếu vì dương khí ngày càng mất đi. Âm khí xâm nhập cơ thể, chẳng mấy chốc mà chết được con. Lần sau chú ý cho bà nghe chưa? Tuyệt đối không được làm mấy điều đại kỵ đó. Nghe chưa? Bốn người về đến nhà thì trời cũng đã tối bé mai thì theo cô duyên đi tắm, chú hải tranh thủ hâm lại thức ăn, hồi trưa các cô các bác đến nấu ăn, còn bé bình thì thơ thẩn ngay trước cổng nhà nhìn ra ngoài đường. Ngoài quê không có đèn đường như ở trong kia, trước mặt đường là khoảng không tối thui. Bỗng có ai đi đến trước rồi dừng lại hỏi bé bình: em là con nhà chú hải cô duyên đó hả? Về khi nào đó? bé bình chẳng biết là ai vì chẳng nhìn rõ mặt cô trả lời vâng em là con ba hải mẹ duyên đây em mới về hôm qua anh là ai ạ à? người kia lại nói à anh ở trong làng cách này nhà bà nội em mấy căn nhà ấy mà cũng lúc đó chú hải từ trong bếp đi ra hỏi bình bình con lầm bẩn cái gì đó bình quay qua nói với chú hải ủa bà không thấy anh kia hả anh đã nói chuyện với con này ba Chú Hải đi đến nhìn ra bên ngoài đường Thì chẳng có ai Phía ngoài tối thui chú nói Con phải làm sao vậy Bình Ngoài này làm gì có ai đâu con Mà có người đi nữa thì họ đi đêm thế này Cũng phải bật đèn pin chứ Thôi đi vào nhà đi Đừng có đứng ngoài này mà gây chuyện nữa Bình ấm ức đi vào trong nhà Cô rõ ràng nói chuyện với cái anh nào đó mà ấy vậy mà chú Hải nhìn lại không thấy Mà khi cô nhìn ra chỗ lúc nãy Thì cũng không thấy người đó nữa chẳng biết chạy đường nào mà nhanh vậy cơm tối được dọn ra bốn người quây quần bên mâm cơm đạm bạc bình vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy nên ăn cơm chẳng ngon miệng cô ăn được mấy miếng rồi đứng dậy đi vào trong buồng nằm rồi bình ngủ quên lúc nào không biết đến khi tỉnh dậy thì cả nhà đã ngủ say cả rồi bình nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình bình bình ơi bình ơi bình ra đây chơi với anh à bình ơi ra cổng nói chuyện với anh bình nghe cái giọng này thì nhận ra là giọng của ông anh lúc chiều cô rón rén mở cửa buồng rồi đi ra ngoài khẽ luồn người ra khỏi cánh cửa chính phía ngoài cổng có một cái bóng mờ mờ đang đứng đó nhìn vào vừa thấy bình đi ra liền khẽ gọi anh đây bình ơi anh đây này bình ơi lại nói chuyện với anh này Bình ra chỗ bờ rào ngoài cổng Vì tối quá nên cô không thấy rõ mặt người bên ngoài Người đó lên tiếng trước Anh tên đậu Nhà anh ở cách đây mấy căn này Hồi chiều nói chuyện với em vui quá Nên bây giờ trốn ra đây nói chuyện với em tiếp nè Bình chẳng hiểu sao Nghe người kia nói thì gật gật đầu Như gà mổ thóc vậy Hai người ngồi đó nói chuyện trời trăng mây gió có điều là bình không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đậu rồi bỗng cậu ta nói bình hát cho anh nghe đi anh muốn nghe bình hát nè chẳng hiểu vì sao bình lại đột nhiên hát lên giữa đêm khuya thành vắng cô tiếng con gái hát lên trong màn đêm khiến cho mấy con chó xung quanh chu lên thật ghê rợn mà cái bài hát này từ trước tới giờ bình chưa bao giờ nghe ấy vẻ mà cô lại hát được Bài hát này có ý nghĩa đại loại rằng có một chàng trai yêu cô gái ấy, nhưng không ngờ chàng trai vì biến cố mà mất đi, cô gái ở lại đau khổ vô cùng, ngày đêm nhung nhớ người thương. Thế rồi có một ngày, người ta nhìn thấy cô chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ. Bình đang lạc vào mộng cảnh, thì cô tiếng quát lên. Bình! Bình! Con làm cái trò gì thế hả? Sao nửa đêm nửa hôm mà con ra cổng ngồi hát ghê vậy con? Rồi ôi Còn có sao không Bình Bình nghe tiếng ba mẹ gọi Thì giật mình đánh phót một cái Cô nhìn thấy ba mẹ mình hỏi Ồ Ba mẹ chưa ngủ sao mà con ra đây Chú Hải tức giận mắng cô Ba mẹ là người hỏi con câu này mới đúng Nửa đêm rồi tại sao con không ngủ Mà ra đây ngồi hát như ma vậy Còn không thấy chó rồng quanh Nó chu ẩm ý đấy à Lúc này Bình mới để ý thấy con chó nhà hàng xóm Nó đang chu lên từng tiếng Như là tiếng sói vậy Cô nói với ba mẹ Chắc con lại nhà nên con không ngủ được Thôi để con vào nhà ngủ Ba mẹ vào ngủ đi Sau khi cả nhà đi vào trong Thì từ một góc khuất phía ngoài hàng rào Có một đôi mắt đang nhìn theo bóng lưng họ Cái bóng này lúc ẩn lúc hiện Một lúc sau Nó mới lẩm bẩm <laughs> Em là của anh. Là của anh. <laughs> ngày hôm sau, chú Hải tươi thợ về sửa lại ngôi mộ cho bà cụ. Chẳng hiểu vì sao đã coi ngày rồi mà hôm nay trời lại mưa phùn. Vì đã xem ngày đẹp nên không thể chậm trễ được. Chú Hải mua một tấm bạt khá lớn, rồi nhờ mấy anh em trong họ hàng ra ngoài bãi tha ma dựng lên một cái mái tre cho cánh thở xây họ làm việc chiều hôm đó vì mưa to quá mà công việc chưa xong chú hải nói với mấy ông thợ xây nếu tối mà trời mưa thì các anh ở lại làm nốt giúp em với nhau ngày mai không đẹp ngày nữa tại trời mưa nên mới chậm chạy như thế này các anh dáng giúp em em gửi thêm tiền công mấy người thợ xây cũng anh em trong làng cả nên họ nói rồi chú yên tâm đi chú anh em họ hàng với nhau cả yên tâm đi trời mà tạnh mưa bọn anh làm từ đêm luôn cũng được Chiều Bình được cô Duyên kêu đem cơm ra cho mấy người thợ xây ăn. Chú Hải mượn ở đâu được một cái máy nổ phát điện đã kéo ra. Trời nhá nhem tối, Bình đem cơm ra rồi ở lại luôn. Trời bỗng tảnh mưa, các bác thợ xây ăn vội rồi bắt tay vào làm việc. Bình chưa về mà còn ngồi nán lại. Tự nhiên bên chân Bình có một cục đất bay đến. Cô nhìn ngó xung quanh, rồi cô thấy một khuôn mặt lấp ló ở cái mộ cách đó không xa người đó lại đang đưa tay vẫy vẫy cô lại. Chẳng hiểu vì sao Bình lại đi theo cái người đó. Cô đi ra khỏi vùng sáng của bóng điện hắt ra. Bãi thà mà tối đen như mực, bên tay Bình có giọng nói quen thuộc tối qua. Bình ơi, anh nè, anh đậu nè, lại nói chuyện với anh nè. Bình đi đến ngôi mộ, ở đó có một người đang ngồi xổm vẫy vẫy Bình lại. Cô ngạc nhiên khi đậu ở đây nên hỏi Ủa anh đi đâu mà sáng ngoài này tối vậy Người kia đáp Anh đi theo Bình đó Không nói chuyện với Bình anh nhớ Bình quá Bình cười e thẹn mặt ửng đỏ Chưa có người con trai nào nói chuyện với cô như thế này cả Hai người đang say sưa trò chuyện Thì lúc này chú Hải không thấy Bình đâu Vì cái giỏ đồ của cô vẫn bỏ ở đây Chú Hải gọi lớn Bình ơi Bình Con đâu rồi Bình ơi Bình ơi Bình gọi mãi không thấy tiếng trả lời chú hải chạy ra hỏi bác thợ xây đang trộn hồ ngoài cổng anh lập nãy giờ anh có thấy con bé nhà em nó đi về chưa anh hay nó về nó bỏ đồ ở lại đây ta bác lập nói chưa nãy giờ anh trộn hồ ở đây có thấy nó đi ra chắc nó ngồi trong đó chứ tối này nó dám đi đâu anh đi một mình trong này còn sợ chứ nó gì nó là con gái chú hải quay lại chỗ cái lán tre chú gọi lớn Bình ơi Bình Còn đâu rồi Đi về đi nào Mãi không thấy tiếng trả lời Chú Hải cầm cái đèn pin lên Đi ra ngoài Nói với bác Lập Anh coi em tí Em chạy về nhà xem Con bé nó về nhà chưa Tí em ra Chú Hải chạy hết tốc lực Về nhà Có mấy lần xém trượt chân Chạy về đến ngõ là chú đã gọi ẩm lên Bình ơi Bình Duyên ơi Duyên Con Bình nó về chưa em Cô Duyên ở trong nhà đi ra ngạc kia nói với chú Hải. Ồ, con bé nó đưa cơm cho mấy người ở ngoài đó mà. Nó đã về đâu? Ngoài đó không thấy nó hả à, anh? Hay nó rẽ vào nhà ai đó không? Chú Hải nói. Đấy anh đang chú ý đến cái mộ của mẹ. Quay qua quay lại, không thấy nó đâu nữa. Hỏi anh lập trộn hồ ở ngoài cổng thì không thấy nó đi ra. Không biết cái con bé này nó đi đâu nữa. Thôi, để anh chạy ra mấy nhà ngoài đầu đường Xem nó có rẽ vào nhà ai không. Nói rồi, chú Hải chạy đi, chú đi ra mấy nhà ngoài cũng gần con đường ra bãi Tha Ma. Nhà ai chú cũng vào hỏi, nhưng đáp án chính là con bé Bình không có vào đây. Chú lại chạy ra ngoài bãi Tha Ma, chạy vào hỏi mấy bác thợ xây thêm lần nữa, ai cũng bảo không thấy con bé. Chú Hải cũng cuống lắm rồi, cầm đèn pin đi soi xung quanh bãi Tha Ma, khi chú đi được một đoạn, thì thấy có người đang ngồi cạnh cái ngôi mộ của nhà ai đó chú dọi đèn pin thì nhận ra đó là Bình chú hét lên Bình Bình sao con ngồi đấy hả Bình chú lao đến ôm bé Bình vào người bé Bình giống như ngủ gật cô tỉnh dậy nhìn thấy chú Hải liền nói Ồ ba sao ba gọi con chi vậy con đang nói chuyện với bạn con mà chú Hải đỡ cô ngồi dậy dẫn cô về cái lán rồi nói khuya rồi sao con con ra đó ngồi làm gì hả con biết bà tìm con nãy giờ không hả? À? bình cúi mặt không nói gì cả chú hải hỏi lại nãy con bảo là con nói chuyện với bạn bạn con là ai bà đêm hôm còn vào đây hả bình lắc đầu nói còn à, con nói nhầm đó ba không có ai đâu nãy con đi dạo tí con mệt quá nên con ngồi đó rồi ngủ quên đấy ba chú hải không tin lời bé bình nói từ hôm qua đến giờ chú thấy thái độ của nó rất là khác lạ. Chú Hải cô linh tính chuyện này không bình thường, nhưng mà không biết nó xuất phát từ đâu. Chú dẫn nó ra khỏi bãi tha ma, dẫn đi về đến cổng nhà rồi nói. Con vào nhà ăn cơm, rồi ngủ sớm đi. Tối ba về muộn nha. Đợi con bé vào trong nhà, chú mới quay lại bãi tha ma. Gần 12 giờ đêm thì công việc mới hoàn tất, mấy bác thợ xây dọn dẹp đồ cùng với chú hải rồi cùng nhau đẩy về chú hải về đến nhà thì cả nhà đã đi ngủ từ lâu chú nhẹ nhàng thay bộ quần áo rồi đi vào nhà ngủ bỗng tài chú nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó rồi tiếng hát véo von ở đằng sau nhà vọng lại chú đi vào phòng cô duyên với bé mai hai người vẫn đang ngủ ngon lành chú lại đi qua phòng bình nhìn vào căn phòng trống trơn không thấy con bé đâu cả Chú qua phòng gọi vợ dậy hỏi. Em, em, dậy anh hỏi này. Con Bình nó đi đâu rồi em? Cô Duyên đáp. Nó ngồi trong phòng chứ đâu anh? Ủa, mà anh về khi nào vậy? Chú Hải đáp. Trong phòng nó chung trơn mà em. Làm gì có ai đâu. Em có nghe thấy tiếng ai hát ở ngoài ngoài sau nhà không? Cô Duyên lắng tai nghe thì thấy đúng là có tiếng hát nỉ non khi to khi nhỏ. Lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích hai người nhìn nhau rồi cô duyên nói anh ơi giống như là giọng cái bình anh ạ à. hai người đi xuống dưới bếp cánh cửa mở ra đám vườn hoang phía sau nhà đã mở toang từ khi nào bên ngoài bãi cỏ rậm rạp có tiếng con gái đang cất tiếng hát cây bóng lắc lư lắc lư cô duyên dựng cả tóc gáy lên lắp bắp nói khẽ à, anh anh ơi có, có phải là con bé bình không phải anh à, em sợ quá Anh à, thấy cái bóng trắng cứ lắc lư đó không chú hải không nói gì đi vào trong nhà lấy ra cây đèn pin một tay cầm con dao dựa đi phăm phăm ra ngoài vườn đèn vừa bật lên thì có một cái bóng lóe lên trước mặt chú ngoài đó bé bình đang ngồi bệt dưới đất hai mắt cô như bị mộng du vậy miệng cô vẫn không ngừng có tiếng hát bài hát mà vợ chồng chú hải và cô duyên cũng chưa bao giờ nghe qua nó giống như là câu hẹn câu thề của một đôi nam nữ vậy quá tức giận chú hải hét lên bình tôi có làm cái trò gì vậy hả khuya rồi mà còn ra đây ngồi hét cái gì đấy hôm nay mà không cho con một trận bà không chịu được chú hải nói rồi xách cái lỗ tai bình kéo đứng dậy bình giật mình choàng tỉnh lỗ tai bị chú hải xách đau quá cô kêu lên âng à, đau con Sao bà lại xách lỗ tai con vậy? Chú Hải thả tai con ra hỏi. Hai đêm này, bà thấy con có chuyện gì đó đang giúp bà mẹ đúng không? Nửa đêm nửa hôm, con không ngủ lại tại sao? Ra đây ngồi hát vậy hả? Mà hãy bày cho con hát mấy cái bài đó vậy. Bình đang định mở miệng nói ra. Hai hôm nay cô nói chuyện với một anh. Ở trong làng thì bất chợt nghe tiếng xoảng vang lên từ trước nhà. Ba người vừa chạy vào xem có chuyện gì thì thấy cánh cửa nhà chính đã bị vỡ kính, mảnh kính văng tung tóe. Còn bé Mai ngủ trong nhà giật mình khóc ré lên. Chú Hải tưởng gió to đập vào kính nên vỡ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có một cục đá nằm lăn lóc trên nền nhà. Quá tức giận, chú cầm đèn pin với con dao ra ngoài sân hét lên. Mẹ tên sư cái đứa bất dậy nào, trọi đã vào nhà tao vậy, có rõ ra mặt tao coi nào. Chú cứ đứng ở sân một lúc rồi đi vào quét dọn lại đám mảnh vỡ của cái cửa. Bình đã về phòng từ lâu, sau khi dọn dẹp xong chú Hải mới nhớ đến chuyện với con nên qua phòng hỏi chuyện, nhưng thấy nó ngủ nên thôi. Bẵng đi vài ngày, vợ chồng Tú Hải thấy Bình khá kỳ lạ, liên tục nói lầm bẩm một mình vào ban đêm. Chú Hải sợ quá mà đêm nào cũng nằm canh trước cửa phòng của Bình. Cho đến một hôm, vợ chồng chú Hải gọi mãi mà Bình không chịu dậy, cô duyên đi vào gọi con thì thấy người bình nóng hầm hập cô duyên gọi chú hải anh ơi con nó bị sốt rồi anh vào đi xem nào chú hải đi vào đưa tay lên chán kiểm tra con bé nóng hầm hập miệng không ngừng nói mớ cô duyên nói hay là đưa nó ra bệnh viện huyện khám xem sao anh tự nhiên lại sốt thế này vợ chồng chú đánh xe đưa con đến bệnh viện kiểm tra sau khi thăm khám bác sĩ nói không có vấn đề gì, cho thuốc về nhà chắc mấy hôm là khỏi thôi. Quả nhiên tối đó Bình hết sốt, hoạt bát trở lại, nhưng sáng hôm sau nó lại sốt trở lại. Mới rất có hai ngày, mà thân hình của con bé gầy đi trông thấy, đôi môi trắng bợt đi. Vợ chồng chú Hải rất lo lắng bệnh tình của Bình, mấy người họ hàng cũng qua hỏi thăm con bé. Ai cũng bảo chắc con bé nó bị lạ khí hậu, cho nên mới bị đau. Tối hôm đấy sau khi cả nhà cơm nước xong thì cô Duyên đi vào trong phòng xem Bình thế nào. Nhưng vừa vào cô tá hỏa khi căn buồng không có ai. Bình chẳng biết đi đâu. Cô chạy ra ngoài xem con bé cô đi vệ sinh hay không. Tìm khắp nhà không thấy. Chạy ra sau vườn cũng không có. Cô Duyên mới đi kêu chú Hải đang nói chuyện với mấy bác chồng họ. Anh ơi! Anh ơi anh! Anh xem con bé Bình nó đi đâu rồi? Em không thấy chợ trong buồng. Mấy người chạy đi tìm Còn lúc này Bình như người mộng du Đang lững thững đi theo con đường mòn Ra ngoài bãi Tha Ma Đi bên cạnh cô là một cái bóng trắng mờ nhạt Trên miệng không ngừng thả hơi vào mặt Bình mà nói Đi ra bãi Tha Ma với anh Đi ra bãi Tha Ma với anh Anh cho em cái này này Em đeo vào đi Bình xòe bàn tay ra Trên tay cô xuất hiện một cái vòng tay làm bằng gỗ chất gỗ màu nâu sậm trông rất chi là cũ kỹ ở nhà chú hải và mấy người nháo nhào đi tìm nhưng không thấy bình chẳng hiểu vì sao chú hải chợt nhớ đến cái hôm bình lang thang ở bãi tha ma chú nói đi ra bãi tha ma xem sao nói rồi chú cầm đèn pin chạy trước mấy bác trong họ cũng chạy theo họ cũng chẳng biết tại sao chú hải lại bảo chạy ra bãi tha ma giờ này làm gì mấy người vừa chạy đến cổng bãi tha ma thì thấy một cái dáng người đi khuất vào trong chú hải kêu lên bình bình đứng lại cho ba con nghe không bình cái bóng dáng đó chính là bình chú hải chạy vọt nhanh tới vừa hay bỗng bình khuất sau một ngôi mộ gần đó chú và mấy người chạy lại thì thấy mắt bình nhắm chặt nằm ngã lăn trên đất trên cổ còn có mấy vết tím dịm giống như bị ai cắn vậy mấy người vội đưa bình về nhà đêm đó bình nửa tỉnh nửa mơ lúc thì nói sảng lúc thì bỗng nhiên hát lên lúc thì nói chuyện một mình quay mặt ra ngoài cửa chú hải và cô duyên hai vợ chồng thay phiên nhau canh chừng bình họ sợ cô chạy ra ngoài nữa đến sáng thì bình lại sốt nằm trên giường có một bác lớn tuổi trong họ đi qua thăm nhìn thấy bình như vậy ông ấy gọi vợ chồng chú hải ra ngoài nói khẽ tao thấy thế này này Chúc mày cho nó đi tìm ông thầy cúng xem sao Chứ tao nhìn nó không có bệnh mà giống như là bị ma làm mấy Tin hay không thì tùy bay Chứ nó đang bình thường Mà về đây mới có mấy hôm lại bị như vậy Ông bác nói xong thì về Hai vợ chồng chú Hải nhìn nhau Chú Hải thì cũng đã nghĩ đến chuyện này Xong chú gạt đi Bây giờ thời đại tiên tiến thế này Ai lại tin vào ma quỷ nữa nhưng những biểu hiện của bình mấy hôm nay cũng làm cho chú sợ hãi không thôi. Tôi ấy vợ chồng chú bàn bạc, mai đưa bình lên huyện tìm tới nhà một ông thầy. Nghe nói ông ấy chuyên trừ tà. Vì sợ bình chạy ra ngoài ban đêm nên vừa tối chú Hải đã lấy khóa khóa trái cửa phòng bình lại. Chú ngồi canh ở bên ngoài. Đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ở trong phòng, kèm theo tiếng nói nhỏ đủ nghe. Anh Đậu Anh Đậu ơi Em nhớ anh quá Anh Đậu Đưa em đi với Chú Hải vội mở khóa cửa chạy vào trong Vừa ngay lúc Bình đang đưa cổ vào sợi dây thỏng lọng ngay trên xà nhà Chú hét lên Bình, bình tĩnh lại con Con làm chuyện gì thế này hả Chú nhanh chóng lao đến Bế bỏng Bình lên nhấc đầu ra khỏi sợi dây Cô Duyên bên phòng nghe ồn ào nên chạy qua thấy sợi dây thòng lọng cô kêu lên ôi sợ ơi là con đây là con con làm cái chuyện gì thế này hả con vừa lúc bên ngoài đột nhiên cô tiếng hừ hừ giống như ai tức giận vậy gió bắt đầu nổi lên như bão các cánh cửa kêu lên kéo kẹt kéo kẹt cánh cửa chính nhà chú hải mới vừa thay kính hôm qua bây giờ lại bị đánh cho bể toang ra lần này là hai cái luôn gió từ bên ngoài thốc vào hai vợ chồng cô duyên đỡ bình ra khỏi buồng vô tình nhìn ra bên ngoài thì ở trước cổng có một khuôn mặt tức giận đang nhìn vào trong này sau đó thì biến mất cô duyên lắp bắp hỏi chồng anh 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 có thấy cái khuôn mặt đó không anh hay là hay là em hoa mắt chú hải cũng có thấy nhưng chú không dám nói ra bây giờ càng nói thì vợ lại càng sợ hơn mà thôi nên chú nói không anh có thấy gì đâu Em đỡ con Anh lấy cái gì chèn chỗ vỡ Chứ không gió tốc vào nhà hết Chú nói xong thì đi lại lấy hai tấm ván rực ở góc nhà, định chèn vào chỗ kinh vỡ. Chưa kịp đi đến một tiếng trang vang lên, cái bát hương trên ban thờ chính tự nhiên rơi xuống vỡ tan. Cho bụi bay mổ mịt, chân nhang văng tứ tung. Lần này thì chú Hải không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mở toan cửa ra rồi chạy ra ngoài sân trời, Mẹ cứ tứ mất dạy nào Chọc phá nhà tao hả Tao mà bắt được Tao chém chết mẹ luôn Chúng mày rảnh ăn quá hả Ăn rồi chiêu chọc nhà tao đúng không Chú Hải vừa nói xong Thì có tiếng cười khẳng khạc đâu đó vang lên Gió ngừng thổi Chỗ bụi tre cách đó không xa bên trên Ngọn có một cái bóng đang đứng nhìn vào trong nhà Sáng hôm sau Chú Hải lái xe đưa cả nhà đi xuống huyện Tìm tới nhà của một ông thầy nghe nói rất giỏi Ngôi nhà của ông thầy nằm khá xa khu dân cư, đường khá là khó đi. Khi cả nhà đến được nhà ông thầy đó cũng đã chín giờ. Đứng trước cổng, Chu Hải gọi: thầy Phước, "Thầy Phước ơi, thầy Phước ơi, thầy có nhà không ạ?" À? Một đứa bé cỡ tuổi bé Mai chạy ra mở cổng nói: "Thầy đang ở trong nhà, mời hai bác vào nhà." Bốn người đi vào nhà. Khoảng sân trước nhà bày đổ các loại cây cảnh còn có mấy cái am thở nghi ngút khói hương đột nhiên vào trong này bình bỗng nhiên cười lên như lên cơn vậy chú hải thấy thế quát bình con làm cái trò gì vậy hả tự nhiên lại cười với con một giọng nói xa lạ chuyển vào tay hai vợ chồng <laughs> chú chúng mày không làm gì được đâu chúng mày không làm gì được tao đâu vừa dứt lời thì bình cũng đổ gục cổ xuống Ông thầy cũng ở trong nhà đi ra nói Anh chị đưa cô bé vào trong nhà tôi đi Cô bé bị ma ám rồi Đỡ vội bình vào bên trong gian điện thờ Ông thầy mặc một chiếc áo màu nâu sậm Miệng đang nhai trầu đỏ lừ cả miệng Ông chỉ cho chú Hải đặt bình xuống Ngay cái bồ đoàn trước mặt Rồi ông ngồi xuống Mở mi mắt bình ra Hai vợ chồng chú Hải thấy mắt bình Cũng giật mình đánh thót bên trong chẳng thấy trong mắt đâu mà chỉ thấy mỗi một màu trắng ông thầy thả mắt con bé ra nói nó bị ma ám theo rồi chắc anh chị ở xa mới về đúng không con bé này bị người ta theo về nhà nó muốn làm hại con bé để xuống dưới đó với nó hai vợ chồng nghe thầy nói mà vô cùng sợ hãi cô duyên thì đã sụt sịt thầy thầy xem thế nào cứu nhà con vậy bọn con ở trong nam mới về có mấy hôm mà lại xảy ra chuyện này khổ thân con bé bình ơi là bình thầy nói chỉ có bình tĩnh để giải trừ được thì tôi cần đi đến nhà anh chị xem thế nào cũng cần phải tìm ra nguyên nhân cô bé bị nó ám thế này cứ này giống như là mà yêu người vậy nó muốn bắt xuống dưới làm vợ nó đấy thôi anh chị chờ tôi tí tôi đi chuẩn bị ít đồ ông thầy vào trong nhà một lúc sau thì đi ra với cái túi nhỏ trên lưng chú hải cũng không nói nhiều đỡ bình ra xe đánh xe quay về nhà về đến nhà ông thầy bắt đầu dán mấy lá bùa màu đỏ vào hai cánh cửa chính một cái ở cửa sau một cái ở cửa sổ và một cái cuối cùng ở trong buồng sau đó ông đưa cho cô duyên một sợi dây có hình tượng phật rồi nói anh chỉ đeo vào cho con bé tuyệt đối không được để cho nó gỗ ra. Bình vẫn sốt và ngủ ly bì kể từ khi nhà ông thầy trở về. Ông thầy thì đi khắp xung quanh nhà, tay cầm một chiếc la bàn, vừa đi vừa làm bầm chuyện gì đó. Đến chiều khi trời sẩm tối, thì ông thầy nói, Đợt này, lại tới gần rằm tháng 7, quỷ môn quan lại sắp mở, oan hồn nhiều nơi tụ tập, oan hồn dưới đó được thả ra nhiều, con bé nhà anh chị lại có mạng hợp với người âm Cho nên nó mới dễ bị dẫn dụ Tôi thấy một ví của nó yếu quá Nên mới bị mê man thế này Sáng giờ tìm xung quanh nhà Mà không thấy khả nghi Anh chị có nhớ con bé từng đi đâu Tiếp xúc với ai hay không Chú Hải chẳng cần suy nghĩ nói Dạ thưa thầy Bọn tôi ở trong kia về đây Để xây lại ngôi mộ cho bà cụ nhỏ tôi Mấy hôm trước con bé có ra ngoài bã thai ma vào ban đêm, rồi kể từ đó nó thành ra thế này đấy thầy ạ. À? Ông thầy gật gật đầu nói chắc nịch. Vậy thì đúng rồi. Chắc là nó chảy lung tung trong mộ rồi gặp phải ai đó rồi. Thôi để tôi ra sân chuẩn bị đêm nay tôi giải quyết cho anh chị yên tâm. Ông thầy đi ra ngoài sân dùng bột chua sa vẽ một vòng tròn màu đỏ giữa sân. Bên ngoài cổng thì rắc muối và gạo thành một vòng tròn to hơn. Rồi ông bày ra một mâm cúng có gà luộc, cháo loãng, hình nhân thế mạng và giấy vàng. Chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ nửa đêm đến là được. Khi đồng hồ chuyển từ ngày trước qua ngày sau, Bình đang nằm trong buồng, trong trạng thái ngủ thì đột nhiên mở mắt ra, miệng lẩm bẩm cười thầm. Anh đến rồi à? Anh đến rồi à? Đợi em tí. Nói rồi, cô như một con robot ngồi bật dậy, đi đến cái gương treo trong phòng, cầm lên cái lược rồi đứng chải tóc miệng không ngừng lẩm bẩm em trang điểm đẹp để đi gặp anh đây này <laughs> ba người kia thấy vậy không lên tiếng cứ theo dõi cử chỉ của Bình sau khi chải đầu xong bình đè cái đầu tóc xõa ra như vậy rồi đi ra ngoài cô bước ra sân Ông thầy nhanh chóng kéo tay cô đi vào vòng tròn màu đỏ. Chú Hải và cô Duyên cũng đi vào theo. Hai người ngồi hai bên giữ chặt tay bình lại Bình khóc lóc hò hét như người bị điên Thả ra Thả tao ra Đừng cần tao đi gặp người yêu của tao Chúng mày là ai Chúng mày thả tay tao ra Gió bắt đầu nổi lên từng cơn Từ ngoài cổng có tiếng nói vọng vào Chúng mày thả bọn tao ra Nếu không thì đừng có trách tao Ông thầy nghe thấy liền tức giận quất ẩm lên <laughs> Danh con Dám dùng cách này để bắt hồn người sống Mày không muốn đầu thai chuyển thế đúng không Thế thì hôm nay Ông đánh tan mày luôn Ông thầy vừa nói xong Bên ngoài có một cái bóng mờ đi vào trong sân Nó bước qua vòng tròn Giải muối thì thân hình hiện rõ ra Trước mặt mọi người Ông kéo sợi chỉ đỏ cột ở cạnh bàn lên Một trận đồ được xuất hiện Bên trên những sợi chỉ Thầy cột những chiếc chuông nhỏ Toàn thân những chuông đều là chữ phản của nhà Phật. Chuông rung lên kêu len keng. Tên kia thấy thế thì cười lên. <cười> mấy sợi dây xích này của mày không làm được gì tao đâu. Còn mấy ngày nữa là rằm rồi. Ngoan ngoan, rào cỗi ra đi. Mày không đủ tư cách bắt tao đâu. Ông thầy nghe nói thế cầm cái chuông trên bàn lắc mạnh những tiếng chuông nhỏ trên sợi chỉ giống như cổng minh vậy chúng kêu leng keng từng hồi con ma kia lúc nãy còn mạnh miệng giờ mới ôm đầu lăn lóc ở phía dưới ông thầy không dừng lại mà lắc chuông mạnh hơn hắn nằm dưới đất kêu lên bình ơi cứu anh bình ơi cứu anh bình đã bị vợ chồng chú hải giữ đột nhiên nghe tiếng kêu đó thì bật dậy hất văng cả hai người kia ra khỏi vòng tròn đỏ ánh mắt cô bây giờ như bị giải ra miệng thì cắn chặt răng nghiến vào nhau thành tiếng chèo chèo giận người cô đi đến chỗ mấy sợi chỉ đỏ giật đứt phăng nó đi mấy cái chuông trên đó rơi xuống đất bằng tùng tóe con ma kia nhân cơ hội đó chạy mới đi mất thoát ẩn thoát hiện vợ chồng chú hải ngơ ngác trước chuyện này ông thầy quát lên nhanh giữ con bé lại anh chị làm hỏng chuyện rồi đấy nói rồi ông thầy cũng đưa tay túm lấy bình lại hai vợ chồng chú hải cũng chạy đến hỗ trợ bình lúc này rất là khỏe ba người mà không làm gì được cô ông thầy lấy ra một cục gì đó màu đen bỏ vào mũi cô cho người mấy cái bình lịm dần trong vòng tay cô duyên ông thầy quay lại bàn cũng định thu dọn đồ đạc bất chợt cái bàn bị lật tung ra đồ đạc trên đó văng tung tóe khắp sân ông thầy đột nhiên bị ai đó đá một cái ngay mông người trồm về phía trước chưa dừng lại thầy đang dúi người về trước thì hai con mắt như bị ai đó đấm thật mạnh hai cái vào thầy kêu lên oai oái rồi nằm lăn xuống đất ôm mặt mũi bị đấm thêm một cái nữa máu chảy ra ướt đẫm quần áo chú hải thấy thầy nằm dưới đất tưởng thầy bị ngã đỡ ông ấy dậy sau khi thấy địa hiện trạng của ông thầy chú hải phải bịt miệng để không phát ra tiếng cười hai con mắt của ông thầy bây giờ bị bầm đen hai cái vòng tròn màu đen bao lấy quầng mắt đều tăm tắp nhìn vào chẳng khác gì còn gấu trúc mũi thì máu chảy tẻ le ra chu hải đỡ thầy dậy hỏi thăm thầy 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 sao dậy lại sao nông nỗi này à thầy sao mà mắt thầy bỗng nhiên bầm đen mũi thầy chảy máu thế này ông thầy mặt mũi vẫn còn tối tăm do bể con ma đấm mấy cái ông rôn giọng nói mẹ tiền sư cái con ma đó nó biết võ ông ạ à? nãy nó quay lại đá đi tôi mấy cái rồi nó đấm vào mắt tôi bẩm đèn thế này đây th, -th, th thôi anh chị tìm người cao tay hơn đi con ma này tôi không thu được tôi mà giúp anh chị nữa chẳng nó đánh tôi chết mất ngay trong đêm ông thầy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi chú hải đưa cô duyên và bình vào trong nhà bình lúc này đã ngủ mê man trên tay của cô duyên chú hải nói với cô duyên Em với còn. khóa trái cửa lại Anh chạy ra nhờ ông Tẩy lên huyện Chứ đêm hôm thế này Để ông đi một mình cũng tội ông Bởi mày có chuyện gì Thì mình không biết ăn nói ra sao với chính quyền cả Cô Duyên gật đầu Rồi đóng cửa lại Khóa trái bên trong Chú Hải lấy xe chạy theo con đường lúc nãy Ông thầy rời đi Mới đi được một đoạn Thì thấy ông thầy đang chạy ngược lại Cả người ông toàn là bùn đất Người ngậm không khác gì một tên ăn mày Chú Hải dừng xe lại hỏi Ờ, th thầy Phước Sao, sao thầy lại răng nông nỗi này? Tôi đang định lấy xe đuổi theo Cho thầy về trên đây Ông thầy thấy chú Hải thì mừng quýnh lên Nắm lấy tay chú nói Thôi, cô quay lại nhà anh đã Sáng mai tôi lên, đi đi, nhanh lên Hai người lên xe, chú Hải Đè máy, thì xe kêu ồ ồ lên mấy cái Rồi khực lên, không chạy được Chú Hải lầm bẩm Ủa Rõ ràng nãy vừa đi ngon lành Mà sao giờ đây không được rồi Vừa nói xong Thì bên ngoài đột nhiên có con quả Ở đâu bay đến Đâm sầm lên kính lái Khiến cho chú Hải giật nảy mình Ông thầy Phước ngồi phía sau lắp bắp kêu lên Ôi ôi Tôi chết rồi Nó đến đây Chú Hải sợ vội đóng kính lái lại Còn cẩn thận lấy mấy miếng xốp Chống nóng dính vào trong kính bên ngoài con quả rơi vào kính lái lúc nãy vẫn chưa bay đi nó nhảy ra khỏi xe bay lên trời rồi lao vào kính phụ thêm một lần nữa lần này lại xuất hiện thêm mấy con nữa chiếc xe rung rinh dữ rồi, chú hải kêu lên thầy thầy th thầy làm gì đi chứ thầy cứ thế này thì bể kính xe mất tôi với thầy đang cùng một chiến tuyến đấy ông thầy quá sợ hãi đưa tay vuốt vuốt mấy cọng cỏ còn dính trên đầu xuống tay móc vội lấy một lá bùa màu đỏ bọc trong bịch bóng ra đưa cho chú hải nói anh mở cửa xe ra dán cứ để lên kính xe bên ngoài chú hải nhận lấy lá bùa ấp ông nói nhưng mà bây, bây giờ ra ngoài tôi sợ lắm hay là thầy ra dán cho tôi đi ông thầy lắc đầu nguậy nguậy chú hải kêu lên ông là thầy chứ phải tôi đâu thầy bắt ma mà sợ mà hai người cứ đùn đẩy cho nhau Bất chợt cái xe dùng lắc dữ dội hơn. Nhìn ra phía sau thấy có một cái bóng mở đang đẩy cái xe về phía trước. Chú Hải quýnh quá vội mở vội cửa xe, dán cái lá bùa ngay chỗ cái cần gạt nước, rồi chui tọt vào trong xe. Ông thầy hét lên. Nổ máy đi! Nổ máy nhanh lên! Chú Hải nổ máy. Xe chỉ để một cái là nổ. Chẳng cần chú ý đằng sau là người hay ma. Chú Hải đạp ca hết tốc lực chạy lui xe rồi quay đầu chạy về nhà. Vào đến trong sân nhà, bước xuống xe mà vẫn còn run cầm cập. Ông thầy mình mẩy toàn là buồn bước xuống xe, chú Hải đã đỡ sợ hơn lúc nãy nên hỏi Ông làm gì mà người ngợp như tấm buồn vậy hả? Ông thầy thở dài nói Tại cái con mà đó đó Nãy tôi đi quả cho cánh đồng Thì nó chặn đầu tôi lại Tôi đấy không lại nó nó ném tôi xuống cái hố châu đầm tôi sợ quá đi chạy lại nhà anh thì gặp anh đấy ông ấy nói xong thì có tiếng cười khùng khục ngay trước cổng ông thầy sợ quá kêu chú hải thôi thôi đi vào trong nhà cái đã trong nhà anh có ông bà tổ tiên nó không vào được đâu chú hải gọi cửa mãi cô duyên mới mở nhìn thấy bộ dáng hai người mà thảm thương chú hải hỏi bãi bình nó sao rồi em Cô Duyên chưa kịp trả lời Thì Bình từ trong nhà chạy ra Nhà và ông thầy mà cấu xé Khổ thân cho ông thầy chưa biết chuyện gì Khuôn mặt đã bị Bình cào cho mấy cái rạch ra chảy cả máu Ông sợ quá chạy quanh chú Hải Vợ chồng chú thấy vậy liền giữ Bình lại Nhưng con bé lúc này như lên cơn điên vậy Nó cứ lao lại như muốn giết chết, giết sống thầy Ông Phước thì ống chui vào gầm bàn uống nước Ông nói vọng ra Anh chị trói con bé nó lại nó bị con mà kia rũ dỗ rồi Cho thật chặt vào Chứ không nó chạy đi ra ngoài đấy Hai vợ chồng chú Hải Làm theo lời ông thầy Chú Hải tìm một dây thừng trói chặt tay chân bệnh lại Xong xuôi đi ra thấy ông thầy vẫn còn nằm nấp dưới gầm bàn Chú Hải càng bực chú nói Ông đi ra được rồi đấy Tôi chưa bao giờ gặp ông thầy nào như ông cả đó Ông thầy lúc này mới lồm cồm bò ra khỏi bàn Cười hề hề nói Tôi mà đi ra Còn anh nó đá tôi chết Bây giờ tôi không giúp gì được anh chị đâu Còn mà này nó dữ quá Anh chị tìm người khác giúp đi Chú Hải đột nhiên hỏi Hay là Từ được con bé vô năm lại có được không Ông thầy suy nghĩ một lúc mới nói Cái này Tôi cũng không rõ nữa Có khi là ban ngày đi ban đêm tìm cái chùa nào đó Nghỉ ngơi xem sao sáng hôm sau chú hải đưa ông thầy về nhà trên huyện sau khi về nhà chú gọi anh em họ hàng lại nói chuyện bình cho mọi người nghe cũng không ai đưa ra được phương pháp nào hợp nhất vậy là vợ chồng chú hải quyết định đi vào trong nam ngay ngày hôm đó gia đình thu dọn chút đồ bỏ lên xe rồi đi luôn trong ngày ngày hôm đó bình nằm trên xe sốt ly bỉ miệng không ngừng nói mớ Đến sầm tối khi xe đi đường vào đến Quảng Bình thì chú Hải đánh xe vào một ngôi chùa ở bên đường kể lại chuyện mà gia đình mình đang gặp phải. Xin tá túc một đêm. Vị sư thầy tốt bụng liền cho Bình trải chiếu nằm ngủ ở gian chính điện. Cô Duyên cũng nằm gần đó trông coi Bình. Nửa đêm Bình đột nhiên tỉnh dậy cô gào thét muốn mở cửa chạy ra ngoài. May mà trước khi ngủ mấy chú tiểu đã cài cửa ngoài Bình gào thét lầm ẩm lên Mở cửa ra, mở cửa ra, cho con đi gặp anh ấy, mở cửa ra, mẹ, mở cửa ra. Vị sư thầy cũng thức giấc, ông đi vào ngồi xuống cái bộ đoàn trong gian chính điện, tay cầm chiếc rùi rồi gõ mõ đều đều, miệng tụng kinh Phật. Tiếng kinh Phật vang lên đều đều, bình dần dần bình tĩnh trở lại. Cô lại nhắm mắt ngủ thiếp đi, bên tai cô không ngừng có tiếng gọi. Bình ơi Bình, ra đây với anh, Bình ơi Bình, Bình ơi. Qua được đêm đó, sáng hôm sau chú Hải định dẫn vợ con rời đi thì vị sư chủ chỉ nói Anh chị tốt nhất, đừng cho cháu vào trong nam nữa. Quay lại quê đi. Ở ngoài đó tôi có quen một người bạn thầm đen. Ông ấy truyền bắt ma trừ tà rất là giỏi. Trước đây, ông ấy có một thời gian học thuật ở trong biển Tây. Để tôi viết địa chỉ cho anh chị. Tình hình sức khỏe của con bé nhà anh thế này Nếu vào tới Sài Gòn Thì tôi e là không ổn Vị sư trụ trì Viết ra một cái địa chỉ Rồi đưa cho chú Hải Cũng cách huyện nhà chú không xa Chú bàn bạc với vợ rồi Hai vợ chồng quyết tâm quay lại Chiếc xe rời khỏi Quảng Bình Đến quá trưa thì quay lại quê Chú Hải lần mò Vừa đi vừa hỏi đường đến nhà ông thầy kia Nhà ông ấy nằm heo hút trên một huyện miền núi, con đường đi vào trong nhà quá là khó đi. Đường núi ngoằn ngoèo, xe ô tô đi được nửa đường, phải dừng lại đi bộ vào. Chú Hải vừa đi bộ vừa hỏi đường. Người dân nơi này sống xen kẽ giữa người kinh với người địa phương. May mà cũng hỏi được đường tới nhà ông thầy đó. Khi cả bốn người đi đến nhà thầy thì trời cũng đã nhá nhem tối. Chú Hải đứng ngoài kích hàng rào được đan bằng tre rồi gọi với vào trong nhà. Thầy Tâm ơi, Thầy Tâm có nhà không ạ? À? Chú Hải gọi mấy lần thì mới có tiếng người đáp lại. Là giọng của một người phụ nữ. Ơi ơi, ai đấy? Đợi tôi tí. Một lúc sau một bác gái cũng có tuổi đi ra mở cửa cho vợ chồng chú. Chú cúi chào bà ấy rồi hỏi lại cho chắc chắn. Dạ con chào bác, bác cho con hỏi đây có phải là nhà của thầy Tâm không ạ? À? Bác gái nhìn chú Hải với nhìn ra sau cô duyên đang diều bình thì nói phải đây là nhà thầy tâm anh chị đến nhờ ông ấy trừ tà có phải không anh chị về đi ông ấy nghỉ việc này mấy năm nay rồi giờ ông ấy yếu lắm sức đâu nữa mà trừ tà cho anh chị chú hải nhớ lời vị chủ trì dặn nên nói dạ con là người quen của sư thầy thích tâm ở quảng bình giới thiệu ra đây xin bác cho con gặp thầy tâm với ạ con gái còn nguy kịch lắm rồi ạ Bà gái nghe nhắc đến thầy thích tâm thì nói À Thế ra người quen của thầy thích tâm đấy à? Vậy thì anh chị vào nhà Trong nhà tôi xem sao Chứ tôi là tôi nẻ thầy thích tâm Nên mới cho anh chị vào đó nghe Còn chữ hay không là dẫu nhà tôi quyết định Bà gái mở cổng to hơn Chú Hải phụ cô Duyên dìu bình vào trong Người phụ nữ đi trước dẫn đường Hai vợ chồng chú đi vào trong nhà Bên trong có một người đàn ông đang ngồi đôi mắt lim dim tóc đã bạc trắng đầu chú hải khá ngạc nhiên vì ông thầy này khá, khá già mà bác vợ thì vẫn còn trẻ như vậy ông thầy không mở mắt nhưng miệng lại nói anh đừng có ngạc nhiên vì sao tôi già như vậy đây là cái nghiệp làm thầy tôi phải gánh lấy đấy anh chỉ đưa cô bé xích lại đây ngồi vào trong cái vòng tròn đó cho tôi ông thầy mở mắt ra đôi mắt trắng đục chỉ có một xíu lỏng đen bên trong. Chú Hải vội đưa bé Bình và ngồi chỗ cái vòng tròn ông ấy chỉ. Ông thầy không nói năng gì, móc trong người ra một lá bùa nhỏ màu vàng, búng tay một cái, lá bùa bừng cháy. Xong ông hòa lá bùa vào chén nước đặt bên cạnh, đưa cho chú Hải rồi nói. Anh chỉ đút cho con bé uống đi, hồn phách yếu quá, uống mà để giữ phách lại. May mà đến sớm, chứ không vài ngày nữa, nó bắt mất phách đi, chú Hải đút cho Bình uống chén nước. Con bé uống vào một lúc thì tỉnh lại, khuôn mặt hồng hào hơn trước. Ông thầy lúc này mới đứng dậy, lấy ra một sợi chỉ đỏ, cột vào tay trái của Bình xong ông nó hỏi cô. Còn thấy đỡ chưa? Tỉnh táo hẳn chưa nào? Kể lại cho ta chuyện, con đã gặp mấy ngày trước đi. Tại sao con lại quen cái thằng đó? Người Bình từ sau khi uống chén nước thầy tâm đưa cho, thì tươi tỉnh hẳn, cô nghe ông hỏi liền suy nghĩ một lúc rồi trả lời con nhớ có cái hôm mới về quê con ra ngoài bãi tha ma thắp nhang cho bà nội để hôm sau người ta sửa mộ trong lúc rảnh rỗi nên còn có đi quanh đó xem xét còn cô thấy cái ngôi mộ của anh đỗ văn đậu nên con đọc tên với thấy ảnh mất sớm quá nên con tiếc thương cho ảnh thôi rồi từ đó hôm nào con cũng mơ thấy có giọng nói của một người con trai bên tai anh ta bảo con hát chạy thằng nghe bà con đi ra bãi tha mán nói chuyện. mấy hôm này ông bà con đi theo ông, con không nhìn thấy mặt ông mỗi khi tiếp xúc chỉ thấy khuôn mặt mờ mờ mà thôi thầy tâm sau khi nghe, nghe bình nói thì gật gù ông nói cái việc làm sai của con chính là tỏ ra tội nghiệp với người đã khuất người ta tưởng con thương họ nên mới theo ám còn như thế này cùng mày con còn có ông bà tổ tiên đỡ cho con chừng đó ngày nếu không e là ta cũng không cứu được cho con người ta nói con người có ba ngọn đèn hồn phách một cái ngày giật chính đầu hai cái nằm hai bên vai của con có một ngọn đèn sắp tắt hẳn luôn rồi cũng may bố con tìm đến đây kịp thời bây giờ tôi phải làm lễ cúng lại hồn phách cho cô sau đó mới giải quyết chuyện cái vòng theo cô nó đang đứng ở ngoài cổng nhà tôi kìa kìa nhưng mà là nhà tôi có lính bảo vệ nên nó không dám vào mà thôi thằng này cũng thuộc dạng cứng đầu đây nói xong ông thầy nói với bà vợ bình nấu cho tôi một nồi nước lá cho cô bé này tắm rửa sạch sẽ cái đã tiếp xúc với vong nhiều quá dương khí đang dần dần mất đi rồi người vợ đi nấu nước ông ở trên nhà chuẩn bị đồ làm lễ cho bình sau khi nấu nước xong bình được bà vợ của thầy tâm dẫn đi tắm thầy tâm ngồi cắt dán một con hình nhân bằng giấy vẽ mắt mũi trang điểm giống như cô dâu vợ chồng chú hải ngồi bên cạnh khá ngạc nhiên nhưng không dám hỏi ông thầy thấy thế bèn nói nó muốn bắt hồn con gái anh chị xuống dưới đó làm vợ nó cái hình nhân này là hình nhân thế mạng cho con anh chị nó sẽ thay con anh chị xuống dưới đó bình tắm xong thì được bà vợ của thầy dẫn lên trên nhà cô mặc một bộ quần áo màu xám như đồ của mấy tín đồ nhà Phật vậy. Bên trên thầy tâm bày ra một mâm cúng trước mặt. Bình ngồi xuống một cái vòng tròn thầy vừa vẽ. Trước mặt có ba cây nến. Ông thầy ngồi trước mặt bình, miệng bắt đầu đọc chú. Người bình rung lắc dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm. Ba ngọn nến trước mặt chưa đốt lên, bây giờ bỗng nhiên bụng cháy. Có một ngọn cháy yếu hơn hai ngọn kia. Ông thầy dừng không đọc chú nữa. Lấy một lá bùa kẹp ở tay, hơ lên trên ngọn lửa của cây nến cháy yếu nhất. Lá bùa bốc cháy, thầy tâm bỏ cho nó vào một cốc nước, sau đó dặn bình. Uống hết cốc nước này vào, phần hồn phách còn lại sẽ từ từ trở lại. Bình uống vào, sau khi uống một lúc xong thì ngọn nến cháy yếu kia, dần dần cháy bình thường trở lại. Thầy Tâm thì bắt đầu bê đổ ra ngoài sân. Ngoài này thầy dựng lên một cái bản lớn, bên trên có một con gà quay, một chén muối gạo, năm chén cơm nóng, năm chén cháo nóng, một sấp tiền vàng, một cuộn chỉ đỏ, một hình nhân thế mạng bằng giấy. Bình đi theo thầy ra ngoài sân, ngồi vào trong một cái vòng tròn trước bàn thầy vẽ từ trước, đốt ba quay nhang lên. Thầy nói to. Vòng kia, bước vào đây, nói chuyện với ta. Chú Hải và cô Duyên đứng phía sau thầy chợt thấy một cơn gió lạnh từ ngoài cổng tồi vào. Có một cái bóng trắng mờ mờ đang đi dần vào bên trong. Khi đến chỗ bình thì dừng lại, nó định nhào lại chỗ bình thì bị cái vòng tròn thầy tâm vẽ cản lại. Thầy nói, Hừ, Đã vào trong này rồi, còn có cái thói ngang ngược ư? Ừ, cô tìm thật đánh cho người, tán nát hồn phách không, hả vong kia? Vòng này chính là đầu ở ngoài bãi tha ma khi trước bình đọc tên hắn thấy cô khen và tiếc thương cho hắn nên theo bình từ khi đó đến giờ nếu để đến ngày rằm tháng 7 thì coi như hắn bắt được bình đi theo hắn luôn hắn nghe thầy tâm nói vậy thì hừ lên nói <laughs> cái ông già này cái lão già hôm bữa tôi đá cho bây giờ không dẫm ho he nữa ông cũng muốn tôi đá cho mấy cái đấy à mấy con lính tôm tép của ông không làm gì được tôi đâu Thầy Tâm nghe thấy thế thì cười lên nói. <cười> Thằng nhóc, ta đi bắt mà từ khi con cởi chuồng tắm mưa. Thằng nhóc như cậu, thì ta không chấp. Cô bé này không có tội. Tội là do cô ấy không biết nên cảm thông cho cái chết của cậu. Cậu tha cho cô ấy đi. Ông dương cách biệt, không thể đến được với nhau đâu. Nghe thấy thế, oan hồn kia hét lên giận dữ tôi không tha, cô ấy nhất định sẽ là vợ tôi. ông không làm gì được đâu. đêm nay tôi sẽ đưa cô ấy đi. nói xong thì cái vòng biến mất, một trận gió mạnh thổi lên, bụi bặm bay mù mịt. bình đang ngồi yên ở trong vòng tròn đột nhiên lên cơn, cô gào thét, lăn lộn bên trong vòng tròn. chứa hải và cô duyên sợ quá tính chạy lại giữ bình thì thầy tâm nói không cần đâu. Nếu như nó đã cứng đầu Thì tôi đánh tan hồn vách của nó luôn Bên ngoài Từng cơn gió mạnh vẫn thổi thốc vào Như muốn lật đổ cái bản cúng của thầy tâm vậy Cái vong kia không biết ẩn nấp ở nơi nào Nó đang đợi thời cơ chuyển giao sang ngày mới Lúc 12 giờ để xông vào Thầy Tâm viết ngày sinh tháng đẻ của mình và một lá bồ nhỏ, sau đó ông nhét vào người con hình nhân thế mạng, cột một sợi chỉ đỏ nối từ tay hình nhân sang cổ tay trái của mình phía bên ngoài từ cổng vào ông răng hai bên hai sợi chỉ đỏ có gắn những đồng su âm dương trên đó đúng mười hai giờ đêm bỗng nhìn gió ngừng thổi từ bên cổng nhà thầy tâm sương mù răng kín mọi lối đi đột nhiên có tiếng kèn trống vang lên inh ỏi lúc gần như bên tai cũng có lúc xa như tận đầu đó vậy thầy tâm nói với chú hải cô duyên anh chỉ đứng phía sau tôi cố gắng bịt tai lại Đừng có nghe mấy cái âm thanh này Đây là tiếng kèn từ âm phủ Nên có thể câu hồn vách người chết đấy Vợ chồng chú Hải nghe lời thầy Bịt tai lại Nhưng mà cái âm thanh kèn trống kia Vẫn cứ văng vẳng bên tai họ Rồi bất chợt từ ngoài cổng Có một đoàn người đi vào Đi đầu chính là vong hồn của đậu. Hắn ta mặc áo dài Đầu đội khăn xếp giống thời xưa Hắn nhìn thấy Bình ngồi đó liền khẽ gọi Bình Bình Lại đây với anh nào Hôm nay em sẽ là cô dâu của anh Bình đang nhắm mắt Trần mở mắt ra Khuôn mặt nhăn lại giống như khó chịu vô cùng Thầy Tâm nãy giờ không nói gì Bây giờ mới lên tiếng Cho mày Một con đường sống Mà mày không chịu Vậy thì để tao đánh tan hồn phách của mày Luôn một thể Nói rồi thầy cầm hai đầu sợi chỉ xăng từ cổng vào kéo mạnh một cái từng tiếng len keng của đồng xu vang lên đám hồn phách đi phía sau đậu sợ quá chạy tán loạn lên hết chỉ còn đậu đứng đó hắn mỉm cười rồi đột nhiên biến mất rồi người bình lại bắt đầu rung lắc dữ dội cô gào thét cào cấu người mình sau đó giọng của đậu vang lên <laughs> lão giả kia cô giỏi thì ông đánh tan hồn phách cột tôi với cối đi <laughs> thầy tâm đi đến chỗ bình dùng tay vỗ mạnh chín cái vào lưng cô sau đó thì cô không còn dãy dỏ nữa bỗng ông nhìn thấy trên tay bình cô đeo một cái vòng bằng gỗ bên trên còn vương chút mùi âm khí ông gỡ ra rồi nói <laughs> hóa ra mày nhờ vào cái này à để tao đốt đi xem mày còn làm gì được cô bé ông thầy cầm cái vòng đi đến trước mặt vợ chồng chu hải hỏi anh chỉ có biết con bé lấy cái vòng này từ đâu không hai người lắc đầu thầy nói tiếp cái vòng này chắc chắn là của cái thằng kia bên trong còn có mùi tử khí và âm khí nếu đeo lâu thì dần dần nó hút hết dương khí thì chỉ có chết may mà phát hiện kịp thời nói rồi thầy ném cái vòng vào cái chậu đốt tiền vàng ở dưới chân đổ vào một chút dầu rồi đốt nó. Ngọn lửa bùng cháy một mùi khét lẹt như đốt thịt cháy bốc lên. Tiếng cửa đậu vang lên. À, lão giả mày, mày, mày dám đốt chiếc phòng đốt cổ tao, tao lưu mạng với mày. Nói rồi, thân hình của mình đứng vột dậy, chạy nhanh về phía thầy Tâm, đưa hai cánh tay ra như muốn bóp cổ thầy vậy. Thầy Tâm nhanh chóng lùi người về phía sau, không biết thầy lấy đâu ra một cảnh roi dâu to như ngón tay cái quất thẳng vào người bình tiếng hét đau đớn của đậu vang lên trong thân xác bình thầy tâm quát lên có chịu xuất hồn hay không hãy để tao đánh tiếp mày muốn cứng đầu với tao à vừa nói thầy vừa dùng roi đánh thêm mấy cái nữa bình muốn quay đầu bỏ chạy thầy tâm kêu lên anh chị giữ con bé lại nó đang nhập vào người con bé để bắt con bé đi đó Chú Hải nhanh chóng cùng vợ chạy đến ôm chặt lấy Bình, nhưng không ngờ sức con bé lại khỏe đến vậy. Hai người bị nó văng cho như sắp buông tay. Chú Hải bực mình quá nhặt sợi dây thừng gần đó cột mấy vòng quanh người Bình lại, Thầy Tâm vẫn không ngừng dùng roi dâu quất vào nói: "Mày cứng đầu với tao à? Có xuất hồn không thì bảo, có xuất hồn không thì bảo." Đậu vẫn cứng đầu không nói gì, cuối cùng Thầy Tâm lấy ra một lá bùa trục vong kẹp giữa hai tay miệng niệm chú rồi in lên trên chắn bình miệng tiếp tục đọc chú tay kéo lá bùa ra rồi lại để vào một cái bóng mờ mờ từ từ bị kéo ra khỏi người bình nó dãy rủa muốn chảy nhưng bị thầy tâm dùng một sợi dây có cột tiền âm dương và mấy lá bùa trói lại bây giờ đậu nằm dưới đất như một con heo miệng cậu ta không ngừng quát mắng thả tao ra lão giả ở kia thả tao ra thầy tâm tức giận quá cầm roi dâu lên quất tươi tấp vào người đầu khiến cho hồn phách cậu ta dần dần mở đi cùng lúc đó thì bình cũng tỉnh dậy cô lên tiếng thầy ơi thầy xin thầy dừng lại đi ạ à? Con xin thầy ta cho anh ấy tuy anh ấy muốn làm hại con nhưng bây giờ con không có việc gì nữa mong thầy tha cho anh ấy đi thầy tâm dừng lại quát thêm mấy câu mày cho mày nếu không tối này Tao cho mày tan nát hồn phách luôn. lão nháo với tao à? Lúc này đầu không còn la hét nữa. Nằm im dưới đất nhìn Bình. Bình đi đến nói với đầu. Cảm ơn anh. Thời gian này anh hay nói chuyện với em. Ẩm giường cách biệt. Hẹn anh kiếp sau nếu có duyên gặp lại. Chúng mình dẫn thành một đôi được chứ anh. Nghe lời em. Đi đầu thai đi. Đậu nghe Bình nói thì gật gật đầu một cái rồi nói. Được, anh sẽ đi đổ thai. Em chờ anh nhé, chờ anh tới tìm em. Nói xong, quay qua nói với thầy Tâm. Tôi biết lỗi rồi, mong thầy tha lỗi cho tôi. Mong mình và hai cô chú tha lỗi cho tôi. Xin thầy giúp tôi đi đầu thai. Từ bây giờ, tôi không làm phiền cuộc sống của mình nữa. Thầy Tâm lấy ra một lá bùa, bên trên có một chữ tàu bằng mực đen. Ông đốt lá bùa đi rồi nói với đầu. Đi đi, nhanh đi, không mất tác dụng bây giờ. Bóng hình của đậu đột nhiên biến mất, trên không trung còn văng vẳng tiếng của đậu. Nhất định, chờ anh nhé Bình, anh sẽ tìm được em. Hai hàng nước mắt đột nhiên lăn trên má của Bình, chẳng biết vì sao cô lại khóc nữa. Trên trời những ánh sao lấp lánh đang chìm dần vào giấc ngủ, hình bóng của đậu đột nhiên hiện ra mỉm cười với cô ngày hôm sau vợ chồng chú hải gửi thầy tâm chút tiền nhưng thầy không nhận còn cho họ ít đồ ăn của quê bốn người lên xe rời đi thấm thoát thoi đưa bảy năm sau bình đã trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa xinh đẹp giỏi giang có rất nhiều người theo đuổi nhưng trái tim cô chưa một lần đón chào họ hôm nay cũng như mọi khi bình vẫn đi làm trên con đường quen thuộc hình bóng đậu vẫn cứ luẩn quẩn trong tim cô từ nhiều năm trước đến giờ sau khi đến công ty, giám đốc cho gọi mọi người lại giới thiệu. Hôm nay, công ty chúng ta có thêm thành viên mới. Mọi người chào đón cậu ấy đi nào. Một người thanh niên với khuôn mặt ưa nhìn bước từ sau lưng giám đốc lên. Cậu chào mọi người rồi đi đến bắt tay từng người. Khi đi đến bắt tay với Bình, thì cậu ấy bỗng nói khẽ bên tai của Bình. Anh tìm được em rồi. Em không thoát được anh đâu thân hình bình run lên từng hồi một, nước mắt trực trào ra bên ngoài. May mà cô kìm nén được cảm xúc. Cô nhìn người thanh niên trước mặt này, giọng nói thì rất quen. Giọng nói này cô chờ đợi đã 7 năm ròng rã, nhiều lúc tưởng chừng như quên nó đi rồi. Không ngờ đến hôm nay thì mới nghe lại, nhưng khuôn mặt thì lại là của một người khác. Cô lắp bắp. Anh, anh, anh là, anh là ai? Người thanh niên kia khẽ nói, anh là người chờ em của kiếp trước Kiếp này Về đây tìm em Anh là đậu Nghe được câu đó Hạnh phúc như vỡ hỏa trong tim của mình Cuối cùng thì cô cũng chờ được anh Quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay và để tiếp theo chương trình triển chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Ngô Đồng mang tên bóng ma ở cô nhi viện mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung chi tiết của câu chuyện lòng âm thầm men theo con hẻm dơ giấy tiến vào dãy nhà trọ dành cho lao động nghèo năm nay cậu hai mươi tuổi sống nhờ vào cái nghề bốc vác hàng hóa một kẻ độc thân không có học thức cũng không thông minh khôn khéo nên cậu chỉ có thể dựa vào những công việc bán sức này để kiếm sống không phải Long không muốn đi học, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Năm sáu tuổi, bố mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, nhà cửa thì không có, tiền bạc cũng không có, nên chẳng được người thân nào nhận nuôi. Cơ quan chức năng bất đắc dĩ đành phải nhét cậu vào một cô nhi viện. Mà cô nhi viện nơi cậu sinh sống không phải là chỗ tốt lành gì. Theo điểm đó, sự quản lý của nhà nước còn lỏng lẻo, cho nên kẻ gian có khắp mọi nơi. Chỗ cậu ở được gắn cái mác là máy ấm tình thương, chứ thực ra là nơi buôn bán, chăn rất trẻ em. Người đứng sau dựa vào những đứa trẻ này để kiếm tiền bất hợp pháp. Long là một đứa trẻ may mắn trong cái cô nhi viện giả mạo ấy. Đám trẻ con mỗi tối 9 giờ là phải đi ngủ. Mấy đứa con gái thì ngoan ngoãn nghe lời hơn, nhưng bọn con trai rất hiếu động, thường chơi đến sát giờ ngủ mới chịu lên giường. Tối hôm ấy Long một mình chơi đá bóng sau vườn, vừa đá bóng vào tường Long vừa thầm chửi rủa thằng Khánh. Thằng Khánh là đứa to con và ngông cuồng nhất ở đây nên ai cũng sợ nó, tôn nó lên làm đại ca. Tối nay lúc ăn cơm, Long nhanh tay giành được một miếng thịt. Ba ngày mới được ăn thịt một lần cho nên bọn trẻ con giành nhau hăng lắm. Lúc miếng thịt vừa nằm gọn trong bát thì thằng Khánh thỏ tay qua cướp của cậu. Long tức tối rằng lại làm đổ bát cơm trên tay nó. Cuối cùng hai bên xông vào đánh nhau tơi bời. Mặc dù thằng Khánh to con hơn Long nhưng cậu lại lì đòn hơn nó, cho nên hai bên bất phần thắng bại. Cho đến khi có người vào can ra thì trên mặt hai đứa đã sưng vù. Kết cục tối nay cả hai bị phạt nhịn đói. Thằng Khánh liền bắt bọn trẻ con kia không được chơi với thằng Long nữa. Bọn kia trước giờ luôn sợ nó, cho nên ai cũng nghe lời cô lập Long. Lòng bất đắc dĩ Phải tự chơi một mình Cậu chơi một lát thì lỡ chân đá hơi mạnh Nên quả bóng bay qua bức hàng rào Đến bên một dãy nhà kho Cũng thuộc khuôn viên cô nhi viện Nơi này bọn nhóc bị cấm bén mảng đến Mẹ Lý từng nói nếu đứa nào dám bén mảng đến Sẽ không cho ở lại chạy trẻ mồ côi nữa Mà tống ra đường làm ăn xin Cho nên không đứa nào dám cãi lời bà ta Mặc dù Long sợ mẹ Lý Không bao giờ dám cãi lời bà nhưng cậu cũng sợ khi đám con nít phát hiện ra bóng bị mất thì bọn nó sẽ xông tới đánh hội đồng cho nên đành phải nhìn trước nhìn sau xem có ai nhìn mình không mới dám chui qua hàng rào lúc vừa ôm quả bóng vào lòng định quay về thì long nghe bên trong nhà kho có một tiếng kêu của trẻ con ngay sau đó là giọng đàn ông trầm khàn nói một cách giận dữ bịt miệng nó lại là... long cảm thấy hiếu kỳ bèn đi tới bên cánh cửa sổ của nhà kho nhà mắt nhìn qua khe cửa cậu nhìn thấy mẹ lý đang nói chuyện với hai người đàn ông một người là thầy hải là giáo viên dạy học của bọn cậu một người còn lại trông rất lạ tóc nhuộm vàng chói mà điều khiến cậu kinh ngạc là có một cô bé mặc váy màu hồng bị trói chặt nằm dưới đất miệng thì bị nhét rẻ cô bé kia hoảng loạn đạp chân bốn phía nước mắt chảy ròng ròng Dương đôi mắt tội nghiệp lên xin tha, nhưng không ai thèm đói hoài đến cô cả. Long biết cô bé này, cô tên là Thi, lớn hơn cậu một tuổi. Cô bé vào trại trẻ này cũng cùng thời điểm với cậu. Bình thường quan hệ cả hai không tệ. Tối nay, lúc Long bị phạt nhịn đói, Thi còn lén mang cho cậu hai cái trứng cút. Thấy Thi bị trói như thế, lòng sợ lắm. Bình thường mẹ lý rất hung dữ, ai phạm lỗi để bị đánh rất đau, nên Long chỉ nghĩ là Thi đã phạm lỗi gì nên đang bị trừng phạt. Nếu bà phát hiện cậu chui hàng rào qua bên này thì bà sẽ đánh chết cậu mất cho nên Long lùi về sau chui qua hàng rào chạy về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của cậu có 7 đứa trẻ chen chúc nhau không phân biệt giới tính. Hiện tại sắp đến 9 giờ bọn nhỏ đã vào phòng gần đủ. Long vừa nằm vào chỗ của mình thì có một cô bé đi từ bên ngoài vào hào hứng nói này này này, tụi mày nghe gì chưa? Hôm nay chị Thi vừa được bố mẹ mới nhận nuôi đấy. Ồ, à, thích vậy. Đám trẻ kia nhào nhào lên. Thế người ta đón chị Thi đi chưa? Cho em ra xem với. Cô bé kia tự hào về mình là người biết chuyện sớm nhất. Đắc Chi nói. Đón đi rồi, mẹ Hoa mới nói với tớ là nếu đứa nào ngoan sẽ tiếp tục được nhận nuôi đấy. Ừ, biết bao giờ mới tới lượt mình nhỉ? cả đám trẻ tụm năm tụm ba bàn tán về việc thi đã được đón đi mặt mày đứa nào đứa nấy đều toát lên vẻ hâm mộ cùng chờ đợi chúng nó đều là cô nhi mất cha mất mẹ đứa thì có cha có mẹ nhưng lại bị ruồng bỏ nên ai nấy đều mong muốn có người nhận nuôi để mình cũng được hưởng tình yêu thương của gia đình long nghe đến việc thi được nhận nuôi thì ngạc nhiên lắm ban nãy cậu rõ ràng nhìn thấy cô bé bị trói trong căn nhà kho Cậu tưởng cô hư nên bị phạt Như thế nào lại đổi thành được nhận nuôi rồi Không lẽ được nhận nuôi là sẽ Bị trói lại mang đi sao Không đúng Hai tháng trước có một bạn được nhận nuôi Người ta tới phát quà cho cô nhi viện Rồi mới đón đi cơ mà Làm gì có chuyện bị trói Năm đó lòng 18 tuổi Thật sự chưa hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề Tối nay, tôi cũng nghe nói anh An sắp được cặp vợ chồng ở trung tâm thành phố nhận nuôi đấy. Người nói là thằng Tiến, một thằng nhóc có thân hình gầy gò, nhưng đôi mắt sáng như hai vì sao trên trời. Nó là con lai giữa Việt Nam và Angola, nên làn da tương đối đen nhẹm. Rất nổi bật trong đám trẻ của cô nhi viện này. Thật không anh An? Cả lũ trẻ nhau nhau, nhìn về một cậu bé 9 tuổi. Cậu bé thoạt nhìn rất thân thiện. Long lúc này đang nằm ở chỗ ngủ của mình. Ánh mắt nhìn về phía cậu bé tên An kia bỗng dương cậu ngồi nhổm dậy để muốn nói cho bọn nhóc chuyện thi bị trói trong căn nhà kho kia nhưng khi cậu vừa mở miệng thì bị thằng khánh bắt im miệng thằng nhóc dở tới đại ca ra nói hôm nay tao đang rất giận mày cho nên hôm nay mày không được nói chuyện cả bọn mày nữa nếu đứa nào dám nói chuyện với nó thì tao sẽ tẩy chay luôn đám nhóc sợ uy của tiền đại ca nhí này cho nên không đứa nào dám thèm quan tâm đến Long nữa. Cậu đành phải nằm xuống vị trí của mình, nuốt bí mật này vào trong bụng. Sáng hôm sau mới khoảng 4 giờ sáng, mẹ Lý mở cửa phòng ra bật điện lên, đi tới vỗ vỗ vào người An, nói An, dạy mang hành lý đi theo mẹ về nhà mới nào. Đám nhỏ nghe tiếng ồn thì lần lượt mở mắt nhìn về phía An. Trong phút chốc biết được An sắp rời đi, có vài đứa sụt sịt khóc. Có hai bé gái thường xuyên được ăn chăm sóc lo lắng lúc này cũng không kiềm chế được mà bật dậy ôm chầm lấy cậu, khóc, hòa. Wow. Mẹ Lý nghiêm mặt nói, Quay lại chỗ ngủ đi. Hai cô bé kia đều sợ bà, cho nên nín khóc quay về chỗ nằm. An đã gấp đồ sẵn cho nên cầm lấy cái ba lô nhỏ, chứa vài bộ đồ và một con gấu bông đi theo mẹ Lý. Tất cả ở yên trong phòng, không được ra ngoài nghe chưa bà nói như ra lệnh đám nhóc chỉ dám vâng dạ sau khi hai người bước ra khỏi cánh cửa long kéo cái chăn đang che kín đầu lò dò rời khỏi chỗ nằm thằng bé con lai níu tay nó lại mày đi đâu đấy mẹ lý nói mình không được đi ra ngoài cơ mà mày mà ra mẹ phạt đấy tao đi vệ sinh long đáp thấy long nói muốn đi vệ sinh nên thằng bé kia buông tay ra không cản nữa mấy đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi ngủ mẹ lý vừa đi thì liền nằm xuống ngủ ngay không đứa nào thèm quan tâm đến long cậu rón rén chui qua hàng rào tiến về với nhà kho tới khi lớn lên rồi cậu cũng chẳng biết vì sao ngày đó mình lại hành động như vậy có thể là cha mẹ ở trên cao phù hộ cho cậu thoát khỏi đám quỷ dữ này chăng long tìm vị trí khó phát hiện để nhìn vào bên trong trong màn đêm tĩnh lặng cậu nghe mẹ lý nói không cần coi kỹ như vậy đâu nó là thằng nhóc đẹp nhất chỗ tôi rồi đấy tính tình cũng ngoan ngoãn dễ bảo nữa an đang đứng trước mặt một người đàn ông nó mở to đôi mắt tròn xe lên nhìn ông ta người đàn ông đó mặc một bộ âu phục nhìn rất lịch sự ông đưa tay sờ vào mặt thằng an thằng bé sợ người lạ nên rụt người lại trốn sau lưng mẹ lý người đàn ông cười cười ha 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 đẹp đấy da rẻ mịn màng trắng trẻo chắc ông chủ của tôi sẽ rất thích mẹ lý cười đắc ý chắc chắn rồi thằng bé này đẹp hơn thằng bé lần trước mấy lần nếu ông chủ của anh hài lòng cứ bảo ông ta cho tôi thêm tiền bo người đàn ông mặc âu phục lôi trong cặp ra một cọc tiền nói cái đó là chắc chắn rồi nếu ông chủ mà thích thì ông ấy không tiếc tiền đâu Đây là tiền cho cụ lô hàng này Cô đếm xem đủ chưa Mẹ Lý hai mắt sáng rực Cầm lấy cọc tiền Kiểm tra thử xem là tiền thật hay tiền giả rồi nói Không cần đếm đâu Tôi lúc nào cũng tin tưởng ông chủ các anh hết Tôi được rồi Anh đếm người đi đi Nói xong cô đẩy thằng bé An lên phía trước Dịu dàng nói Con đi theo chú này đi Chú này sẽ đem con về nhà gia đình mới Thằng bé An nãy giờ không hiểu cuộc đối thoại của hai người kia nó mở to hai mắt, đôi mắt sáng long lanh đầy chờ mong hỏi. Vậy chú này sẽ là cha của con ạ? À? Mẹ Lý liếc nhìn người đàn ông rồi cười. Ờ, cứ xem là như vậy đi. Nghe nói người đàn ông mặc âu phục kia là cha nuôi của mình, thằng bé mạnh dạn hơn tiến lên một bước. Người đàn ông càng nhìn càng thấy đứa bé này đẹp thật, có khi còn đẹp hơn cả con gái. Ông ta đưa tay ra nói. Nào, đi về nhà với cha nuôi nào thằng bé an hơi do dự một chút rồi cũng nắm lấy bàn tay ông ta hai người bọn họ một lớn một trẻ đi ra ngoài sân ngoài cổng có một chiếc xe hơi đứng đợi sẵn lòng nấp ở phía sau nên không nhìn thấy gì nhưng dựa vào âm thanh cậu cũng đoán được là thằng bé an đã theo người đàn ông kia lên xe đi mất mẹ không tiễn hai người kia đi mà ngồi lại trong nhà kho đếm tiền Thầy Hải sau khi tiễn hai người kia xong thì quay lại. Mẹ Lý nói Đủ, không có thiếu đồng nào. Người thầy giáo kia mỗi lần xuất hiện trong cô nhi viện thường hay ăn mặc áo sơ mi, quần tây. Nhưng hôm nay ông ta mặc một cái áo thun ngắn tay. Long mơ hồ có thể nhìn thấy bên cánh tay ông ta xăm hình một con rắn uốn lượn trông rất dữ dằn. Cậu không rời mắt khỏi nó được. Chúng nó sao dám thiếu Đi đâu có được trẻ con vừa ngoan Vừa đẹp như chỗ này Thầy Hải nói Mẹ Lý đưa cho thầy Hải một số tiền Đây Cái này là phần của anh Thầy giáo cầm sấp tiền Áng chừng độ dày của nó Hài lòng <laughs> Bọn này chịu chi thật Làm thêm vài vụ với bọn nó nữa Thì không lo thiếu ăn thiếu mặc Còn có tiền để chơi gái nữa Nói xong ông ta cười lên bì ổi Nhưng mà cái bọn này Suốt cuộc nó biến thái cỡ nào Mới mua trẻ con về chơi không biết nữa Tôi nghe nói lần tuần trước Nhóm lão tư sinh chơi chết hai đứa con nít Có điều bọn con nít này Toàn lũ không cha không mẹ Nên có chết đi Thì người ta cũng đào hốt chôn chứ ai biết đâu mà tìm kiếm hay là kiện tụng Mẹ Lý bĩu môi. Ôi dào dạ ơi Cái bọn có tiền nhiều tâm lý chúng nó biến thái vặn vẹo lắm Thế cái gì lạ là rủ nhau chơi Người như mình không hiểu được đâu Nhưng mà như thế cũng có làm sao chơi giết người cũng có làm sao miễn là tiền chảy vào túi mình đều đều là được mình cũng không phải kẻ giết người sợ cái gì <laughs> nói xong cô ta cười phá lên thầy hải cũng cảm thấy lời cô ta có lý cười theo <cười> đúng vậy miễn tháng nào cũng có tiền để đi đánh bài bảo gái thì cần cho gì phải suy nghĩ long nấp cạnh đó nghe xong cuộc đối thoại liên hiểu sơ sơ chuyện gì xảy ra với thi và an mặc dù cậu không biết từ chơi chết trong miệng hai người kia là gì nhưng cậu chắc chắn là thi và an đã bị bán đi còn chuyện sau khi bán đi bị chơi chết hay giết chết thì cậu không rõ phương thức gây án có điều cậu đoán được một khi đã bị bán đi sẽ bị chết từ chết nó cứ xoáy sâu vào đầu óc cậu long nhận ra nơi cậu sống hiện tại không phải là một cái cô nhi viện bình thường mà nơi đây chính là một trại nuôi nhốt người. Khi nhận ra điều ấy, toàn thân Long run cầm cập, cậu lén lút chui qua hàng rào trở về phòng ngủ. Đám nhóc hiện tại đã ngủ say như chết, cậu đi đến bên chỗ của mình nằm xuống, tay chân toát mồ hôi ướt đẫm. Không biết ý nghĩ bỏ trốn từ đâu mà có, Long đột nhiên nhảy xuống giường, đi tới tủ đồ của mình, lấy vài bộ quần áo, thêm một ít kẹo nhét vào cái cặp học sinh, mà đội thiện nguyện đầu năm phát cho. Cậu tranh thủ lúc chưa bị mẹ Lý phát hiện ra, chạy vội về phía cổng, bởi vì chẳng có tên trộm nào vào nơi này kiếm ăn mà đám trẻ con bên trong cũng không tự dưng thoát ra làm gì cho nên mấy thanh chắn của cái cổng đã gãy móp từ lâu mà không ai đem đi thay. Nhờ vậy Long thành công trốn ra ngoài. Trở lại với thực tại, Long đặt lưng xuống cái nệm xốp cứng ngắc lặng lẽ thả lỏng cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi. Cái phòng trọ nhỏ xíu cực kỳ ngột ngạt nhưng Long tiếc tiền không nỡ về chỗ khác. Cậu nằm một chút cho hồi sức mới đứng dậy đi vào nhà tắm xối nước lên người. Rửa sạch mọi mồ hôi bụi bặm. Tắm xong, cậu định đi ra ngoài ngõ kiếm quán cơm nào đó ăn đại. Đúng lúc vừa mở cửa ra thì phía trước cửa có một người đàn ông vừa đi tới. Anh ta có cái đầu chọc lóc, láng o, nhìn vào rất muốn sợ. Ủa anh Chính, anh tìm em à? Anh Chính vừa ngậm điếu thuốc lá trong miệng vừa nói. Không tới này tìm mày, chẳng lẽ tới tìm gái à? Long cười. Ai biết được anh, nơi đâu ở đây có cô nào vừa mắt anh thì sao? Ăn tối chưa? Anh Chính thở ra một ngụm khói hỏi. Long lắc đầu. Em chưa, đang tính ra đầu hẻm tìm gì ăn đây này? Anh Chính khoát tay. Đi ra quán khỏi Việt nhà bà Tư Mập đi Uống với anh một ly Long không biết hôm nay có chuyện gì Mà anh chính lại rồi mình đi uống rượu Thế vẫn còn sớm nên cậu khóa cửa lại Rồi theo anh ra quán bà Tư Mập Có chuyện gì mà lại anh lại rồi em đi uống rượu thế Lúc vừa ngồi xuống cái bàn nhựa Long đã hỏi ngay Anh chính vẫn phì phèo điếu thuốc trả lời Thật tỉnh cho gì nữa Đang buồn mà chẳng có ai chịu đi giải sầu với tao hết Long ngạc nhiên Thất tình á? À? Chị thì bỏ anh rồi à? Rượu được mang ra, anh chính uống cạn một ly hạt mít, buồn buồn nói. <laughs> Nó chê tao nghèo, nên bỏ tao rồi. Nghe đâu mới quen được thằng con trai ông giám đốc nào đó. Long thở dài, cạn ly chi buồn với anh chính. Bọn họ đều thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ trong xã hội. Mặc dù cũng sẽ có người yêu thương, nhưng nếu chưa cưới thì chuyện bị người ta bỏ để theo người mới không phải là hiếm dù sao thì khi không đảm bảo được kinh tế thì con gái ai dám gả cho mình chứ tâm sự cuộc đời một lát anh chính thấy long không tập trung vào câu chuyện của mình thì hỏi dạo này công việc của mày thế nào có ổn không long cười khổ <cười> việc thì không thiếu chẳng qua em có chịu khổ được hay không thôi dạo này em thấy đau vai đau lưng lắm chắc phải nghỉ một thời gian anh ạ không thì quay qua làm việc khác chứ làm cái này hại sức khỏe quá anh chính gật đầu ờ mà này tao mới gặp mày than thở chuyện tình cảm là chính còn phụ là bên xếp tao mới nhận thầu một công trình bên thành phố đang thiếu phụ hộ, lương cao ống trả cao mà việc không vất vả như bốc vác mày có làm với tao đi long mở lớn hai mắt thật ạ à, vậy anh xem đi theo với được thôi thứ bảy này xuất phát long gật đầu đồng ý Công việc của cậu là lao động tự do, không bó buộc với bất kỳ một đơn vị nào, cho nên muốn đổi việc thì có thể đổi bất cứ khi nào mình muốn. Long ở nhà nghỉ ngơi hai ngày cho lại sức, tới cuối tuần như đã hẹn thì xách theo ba lô ngồi sau xe máy của anh chính đến thành phố kia. Thành phố này cách nơi họ sinh sống khoảng 60 cây số, hai anh em chạy gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Thành phố này chính là nơi Long sống khi xưa, thỉnh thoảng có công việc sẽ tạt ngang qua đây vài lần, nhưng chẳng lần nào ở lại quá lâu. Đối với cậu nơi này vẫn là bóng ma tâm lý, cậu cứ sợ hãi có người ở trong đây nhìn thấy mình, nhận ra mình thì sẽ bắt mình ở lại. Long không muốn bị bắt, bị giam hãm. Lúc hai người họ tới nơi thì mọi người đã có mặt gần đông đủ. Từ phía xa, Long nghe thấy tiếng người cười nói sang sảng của một người đàn ông. Lại gần thì thấy đó là một người cao to vạm vỡ khoảng hơn 50 tuổi. Ở cái tuổi của ông ta mà vẫn còn giữ được vóc dáng như thế thì đúng là hiếm có. Ông ta mặc áo ngắn tay, quần dài, trên miệng ngậm một điếu thuốc. Bỗng nhiên tầm mắt long dừng lại trên hình xăm con rắn uốn éo trên bắp tay của ông ta. Cậu tự nhiên sững người lại. Hình xăm này là cơn ác mộng bao nhiêu nêm của Long. Đã 12 năm trôi qua, cho dù không nhớ rõ mặt những kẻ buôn người trong cô nhi viện năm xưa, nhưng hình xăm này thì cậu vẫn còn ấn tượng rất sâu đậm cái đêm hôm đó người thầy giáo kia mặc áo ngắn tay tay chính là hình xăm này long mơ hồ nhớ lại xem có đúng không đôi khi người không có quan hệ huyết thống còn giống nhau chứ đừng nói là hình xăm thứ mà ai cũng có thể in lên người được người đàn ông kia tự giới thiệu mình tên là hải người đứng ra thuê bọn họ xây dựng công trình kia nghe nói là xây dựng một căn nhà nhỏ cho nên không cần đến công ty xây dựng làm gì chỉ cần thợ chính có tay nghề tốt một chút là được nghe ông ta nói mình tên hải xong long càng chắc chắn người đàn ông này chính là người thầy giáo năm xưa trong cô nhi viện ấy cậu giả vờ lấy khẩu trang đeo lên không hiểu sao cậu cảm thấy sợ ông ta phát hiện ra mình chính là đứa trẻ năm ấy bỏ trốn cho dù bây giờ có phát hiện ra thì cũng có thể làm gì được cậu nữa đâu nhưng nỗi sợ chính là như vậy cho dù bây giờ ông ta không làm gì được mình thì cậu vẫn cứ sợ như cũ long không dám nhìn lâu vào ông ta cậu đưa mắt nhìn xung quanh lúc này mới để ý địa điểm nơi chuẩn bị xây nhà này hình như có hơi quen biết không để cậu phải nghi ngờ lâu ông hải nói chỗ này ngày trước là cô nhi viện an nhiên sau này thành phố xây một cái cô nhi viện lớn đặt ở chỗ khác nên nơi này bị thu hồi lại rồi đập chỗ cũ đi, chia lô bán cho người ta. Tôi may mắn mua được một mảnh, năm đó giá còn rẻ lắm. Ai ngờ chưa tới 10 năm mà đã có giá trên trời. Giờ sờ vào là bỏng tay. Nghe ông ta nói như vậy, Long mới hiểu vì sao mình lại thấy cái khu phố này hơi quen quen. Dù sao cũng từng sống ở đây 2 năm cơ mà. Ông Hải nói xong thì đi tới chủ thầu phân phó công việc. Long nhìn theo bóng dáng của ông ta trong lòng vừa sợ hãi và tức giận mảnh đất ông hải muốn xây nhà chính là địa điểm căn nhà kho lúc trước nơi đây đã xảy ra nhiều cuộc mua bán trẻ con mà ít ai biết nếu đứa trẻ nào nhạy cảm phát hiện ra muốn phản kháng thì sẽ bị trói tay bịt miệng như thi còn nếu ngốc ngốc thì sẽ dễ dàng bị mang đi như an đôi khi nhớ về những ngày tháng cũ long có một chút giản vặt là tại sao khi ấy mình không nói chuyện này với đám nhóc trong trại mà lại bỏ trốn một mình. Nếu khi ấy cậu nói ra thì liệu có cứu vớt được cuộc đời của đứa nào không? Cậu cũng không chắc vì trẻ con không giữ được bí mật. Lỡ cô đứa nào nói cho mẹ lê biết thì cậu sẽ bị giết biệt miệng thôi. Cậu cũng không có lá gan đi ra công an tố cáo. Hai năm ở trong trại trẻ, những người làm việc ở trong đó đã tiêm nhiễm vào đầu bọn cậu là công an là quân giết người, trên hành hạ trẻ con. Nếu đứng trước mặt họ mà nói sai điều gì thì sẽ bị bỏ tù. Chính vì những lời tiêm nhiễm đó cho nên lúc đó cậu không dám đi tố cáo, thậm chí đến bây giờ khi nhìn thấy mấy anh công an, cậu cũng đi đường vòng tránh họ. Long vừa làm việc vừa liếc nhìn ông Hải, anh chính nhận ra cậu không tập trung, huých vai cậu một cái nói: "Mày làm gì mà cứ nhìn chằm chằm ông chủ nhà như thế?" Long vội di chuyển đống gạch lên xe rùa nói: "À, Ông ấy giống với một người mà em quen thôi Anh chính vừa luôn tay làm việc vừa nói Ờ à, Tay chủ nhà này trả tiền công lao rất cao Cho nên dáng làm đi Không thiệt vào thân đâu Long khẽ gật đầu Chỗ này cách nơi cậu ở đến 60 cây số Nên cậu quyết định ở lại tại chỗ Còn anh chính có nhà người bà con gần đó Nên đến nhà người ta ở nhờ Căn nhà người đó rất chật trội Long lại cao đến gần mét 8 nặng 70 kg nên cậu lại ngại sợ làm chặt nhà người ta. Cuối cùng cậu trăng bạt ở lại ngay tại công trình. Ở cùng cậu còn có hai người nữa là chú Bắc, năm nay đã 45 tuổi và anh Ngọc mới bước sang tuổi 27. Hai người bọn họ cùng quê, lên thành phố này làm cũng nhiều năm. Chú Bắc nói con gái chú năm nay mới vào năm nhất đại học, tiền ăn ở tốn kém rất nhiều nên chú phải làm đủ mọi công việc để kiếm tiền còn anh ngọc thì muốn sang năm lấy vợ cho nên bây giờ cũng phải tích cóp long thấy bọn họ ai cũng có động lực kiếm tiền còn cậu thì chẳng biết đi làm kiếm tiền để làm gì lúc nhỏ thì đi làm để có cơm ăn làm lâu năm như vậy cũng để dành được một khoản mấy năm trước có một bà già thấy hoàn cảnh cậu tội nghiệp nên giúp cậu làm giấy tờ tùy thân nhờ vậy mà long mới có chứng minh thư để đi mở thẻ ngân hàng đến bây giờ cậu đã kế, tiết kiệm được một khoản nhưng Long cũng không biết mình nên dùng vào việc gì. Cha mẹ thì không có để phụng dưỡng, kết hôn thì cậu chưa có dự định ấy. Cậu thấy ai lấy cậu cũng khổ cả, cho nên mặc dù tiền tiết kiệm mấy năm nay đã lên con số hơn trăm triệu, nhưng Long vẫn chưa biết phải dùng vào mục đích gì. Lúc còn nhỏ những ngày đói khổ trôi qua quá nhiều nên hình thành cho Long tính cách tiết kiệm. Để lỡ chẳng may một ngày nào đó mình đổ bệnh nằm xuống còn có cái mà rút ra xài. Người ta có cha có mẹ, anh chị em thì người ta còn có người lo, chứ cậu chỉ có một mình nằm xuống biết trông đợi vào ai. Mấy ngày trước, hàng xóm của Long bị tai nạn xe, nằm viện hơn 10 ngày, may mắn có bảo hiểm lo. Long nhận ra tác dụng của bảo hiểm rất tốt cho nên cậu đang tính mua một cái. Còn vấn đề người thụ hưởng... Thôi, nếu lỡ cậu chết đi thì quyên góp tiền bảo hiểm cho một cái cô nhi viện nào đó vậy Cậu tin rằng ở đâu đó vẫn có những cô nhi viện thật sự. Gần công trình này có một nhà tắm vệ sinh công cộng. Nơi này chủ yếu chỉ có người vô gia cư hay những người lao động bất đắc dĩ như Long mới dùng. Dù chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhưng ai cũng cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi. Buổi tối Long đem quần áo đến đó tắm rửa sạch sẽ xong quay về công trình. Dọn chỗ ngủ xong xuôi, chú bác nói. Điên cơm thưa tụi mày, tao đói quá rồi, Long rồi tắt điếu thuốc nói Bà nãy con thấy bên kia có quán cơm sườn á à? Chú cháu mình qua bên đó ăn thử coi có ngon không Hai người cứ nhất trí Cơm tấm sườn ở đây quả thật là ngon hơn cơm tấm sườn dành cho dân lao động bên khu trọ Long ở Sườn ở đây rất mềm, nướng vừa chín tới Bên trên dưới thêm một ít dầu hành lá Còn có cả đồ chua ăn kèm Long gọi thêm một bát canh khổ qua Cả ba người bọn họ đều cúi đầu ăn như hổ đói, đều là đàn ông nên sức ăn của họ rất mạnh còn liên tục gọi cơm thêm ăn uống no nê ba người đứng dậy thong thả đi bộ về cho tiêu cơm chú bác nhìn điếu thuốc trên tay long phàn nàn sao chú có thấy mày hút thuốc vào hoài vậy con con trẻ thì phải dáng giữ sức khỏe chứ không về giàu là hối hận đó long nhả khói cười cười còn bị nghiện rồi chú ơi cũng tính cài mấy lần mà được hai ngày lại thèm quá không chịu nổi Long cô độc, chỉ có một thân một mình. Cuộc sống lúc trước có khi căng thẳng quá khiến cậu phải tìm đến rượu bia thuốc lá để giải tỏa bản thân. Dường nghiện lúc nào không hay. Đến khi ý thức được thuốc lá không tốt, cậu cũng muốn cai nhưng trước cậu làm việc. 10 người thì có đến 7 người hút thuốc nên cậu muốn cai cũng khó. Ai đi ngang qua cũng phỉ phèo điếu thuốc, làm sao cậu chịu nổi. Thành ra sau đó cậu không có ý định cai nữa. Đôi khi Long nghĩ nếu mình có bạn gái, bạn gái bắt mình cai có lẽ cậu sẽ nghe lời đấy. Dù gì cậu vẫn rất khát khao có người quan tâm mình thật lòng. Chỉ cần người đó nói gì mình cũng vẫn sẽ nghe không cãi một lời. Chú bác thấy Long chỉ đáng tuổi con trai mình, cho nên suốt một đoạn đường luôn miệng dạy dỗ cậu. Mà Long chỉ cười hì hì, không phản bác, cũng không dập tắt thuốc. Tính chất công việc của bọn họ khá vất vả, cho nên khi Long răng màn lên, Hai người kia chui vào chỉ nói thêm vài ba câu về công việc trong ngày, rồi mỗi người một góc nằm ngủ. Cái màn rất rộng, cho chú bác chuẩn bị theo, ba người đàn ông nằm mà không sợ chạm vào nhau. Long nằm ở ngoài cùng, cậu ngước mặt ra nhìn ngoài đường. Còn nhớ năm đó, ngày nào cậu cũng ngồi nhìn ra ngoài cổng cô nhi viện để xem khi nào thì cha mẹ sẽ đến đón mình đi. Lúc đó cậu chưa ý thức được chết nghĩa là gì, chỉ nghĩ bố mẹ sẽ mau chóng tỉnh lại về tìm mình. Cho đến khi được mấy anh chị lớn trong chỗ này giải thích chết nghĩa là hết, nghĩa là xác thịt sẽ bị phân hủy, sẽ không bao giờ quay về được nữa, thì cậu mới hiểu đời này của mình sẽ không được nhìn thấy cha mẹ thêm một lần nào nữa. Bây giờ nằm tại chỗ này hồi tưởng lại, mặc dù không nhớ rõ hình dáng của cha mẹ nữa, nhưng Long vẫn thấy sông mũi cay cay. Lần qua lần lại tới nửa đêm, với những hồi ức dây dứt kia, cuối cùng cậu cũng ngủ được. Tới gần sáng, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Long nằm ngoài cùng nên là người hứng chịu cái lạnh đầu tiên và nhiều nhất. Cậu với tay lấy cái mền đang kê trên đầu xuống phủ lên người. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười đùa của mấy đứa con nít ở bên ngoài lều. Long ngạc nhiên đến tỉnh ngủ. Cậu mò lấy điện thoại xem thử. Mới ba giờ sáng, con nít nhà ai lại đến đây đùa giỡn thế này? hay là đám trẻ vô gia cư? Lòng đoán vậy. Nhưng mà dù có là trẻ vô gia cư thì giờ này đứa nào đứa nấy cũng phải lo ngủ mới phải. Con nít là tuổi mê ăn mê ngủ, gọi khản cổ còn không dậy chứ ở đó mà 3 giờ sáng còn đùa nghịch. Có lẽ bọn trẻ lạnh nên không ngủ được. Lòng nghĩ. Tự nhiên nhớ đến những ngày tháng mình rời khỏi chỗ này, lang bạt khắp đầu đường gió chợ. Đêm xuống phải chui rúc dưới mái hiên nhà người ta hoặc dưới gầm cầu, nhất là khi trời mưa vừa lạnh vừa ướt át khổ sở vô cùng nghĩ tới điều đó long đột nhiên thấy hơi đồng cảm với mấy đứa con nít bên ngoài cậu đứng dậy cầm theo cái mền mỏng đi ra cái mền mỏng này ít nhất cũng cho bọn nó một chút ấm áp nhưng khi vừa vén tấm màn ra khỏi lều long chợt sững người lại ánh đèn đường tỏa hơi vàng ấm áp soi rõ khoảng đất trống này nhưng làm gì có ai ở đây đâu rõ ràng ban nãy vừa nghe thấy tiếng cười nói sao mới trong chốc lát lại không thấy ai thế này nhỉ chẳng lẽ đám nhóc thấy trong lều rục rịch sợ người bên trong đi ra mắng nên chạy trốn rồi long đoán như vậy cậu khẽ lắc đầu quay lại lều vừa đặt mình xuống cậu lại nghe tiếng khúc khích bên tai nếu lúc nãy là tiếng đùa giỡn của đám con nít thì bây giờ lại là những âm thanh như đang cố nhịn cười nhưng không nhịn được Long có cảm giác như bọn nó chỉ đang đứng bên ngoài tấm bạt sát trên đầu cậu. Đám nhóc này thật là nghịch ngợm. Long không thèm quan tâm đến bọn nó nữa mà kéo mền chùm kín đầu, quyết định ngủ. Nhưng mà bên tai có những âm thanh như vậy, làm sao có thể ngủ được? Cậu bực bội tung mền ra quyết định đi ra ngoài, dạy dỗ cho đám nhóc một trận. Cậu từng sống sót ở trong môi trường khắc nghiệt, am hiểu nhất là thu phục đám nhóc này. Trước tiên phải lấy uy dọa tụi nó đã. Long cầm theo cây búa, đám nhóc mà nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ xanh mặt hòa khóc cho mà xem. Nhưng lại giống ban nãy, cậu chẳng thấy đám nhóc ở đâu cả. Rõ ràng, ban nãy âm thanh đó mới văng vẳng bên tai cơ mà. Long cẩn thận xem xét kỹ. Tụi nhóc không thể chạy trốn nhanh như vậy. Hơn nữa, cậu cũng không nghe tiếng bước chân bỏ chạy của tụi nó. Nhớ đến đây là cái cô nhị viện giả mạo kia, nơi đây từng có rất nhiều trẻ con liệu có đứa trẻ nào từng bỏ mạng tại đây không lòng bỗng nhiên thấy lạnh trong người rất có thể lắm cậu là người từng có nhiều năm lang bạt đầu đường gió chợ những chuyện nghe và thấy có rất nhiều cậu vội vàng chui lại vào trong lều từ đó tới sáng không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa bởi vì cứ suy nghĩ linh tinh cho nên long không ngủ ngon sáng già dưới quảng mắt có thêm một vết thâm chú bác vừa đánh răng vừa hỏi sao thế lại nhà à? Long không muốn nói đến chuyện tối qua sợ mọi người sợ nên chỉ cười gật đầu ba người bọn họ đi ra quán cháo lòng ở gần đó ăn sáng khi quay về thì mấy người thợ kia cũng đến lác đác vài người rồi hôm nay ông Hải không đến kiểm tra tiến độ Long cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà vội đầu vào làm việc giờ nghỉ trưa hắn nói với anh chính Nhà bà con của anh gần đây, vậy anh có nghe có họ kể về cái cô nhi viện này lần nào không? Anh chính vừa xé cái đùi gà vừa trả lời. Kể kiểu gì? Thì dạng như là trẻ con trong đây sống làm sao? Có đứa nào thành đạt không? Anh chính ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chỗ này giải tỏa lâu rồi, cho nên mấy ai còn nhớ đâu. Biết sẽ không hỏi được gì thêm, lòng cúi đầu xuống ăn cơm. Được một lát, anh chính chật ổ ra nói. À, mấy năm trước, tao có nghe nói trẻ con chỗ này hay bỏ trốn lắm. Vài tháng lại thấy báo cáo mất tích một lần. Có lẽ tụi nó tới kỳ phản nghịch nên không chịu được sự bó buộc trong cái trại trẻ này. Long hỏi ngay. Thế lúc đó có ai điều tra không anh? Anh chính nhớ mày. Anh cũng không rõ. Mà chuyện đám trẻ mỏ côi không cha không mẹ, đột nhiên mất tích, người ta cũng không quản nhiều đâu. Thời đó mọi thứ còn lỏng lẻo, chính quyền cũng không chặt chẽ như bây giờ. Tao nói chứ rồi chẳng may có đứa nào chết, họ báo lên trên là mất tích thì bên trên cũng chỉ biết vậy thôi. Mà nói đâu xa, chỉ cần làm giấy xác nhận cho bên A hay là bên B nhận làm con nuôi, xong bên đó đem đến bán thì cũng trải quản được. Long gật đầu lia lịa. Đúng rồi đấy, chỉ cần làm cái giấy xác nhận nuôi xong người kia đem bọn con nít đi đâu ai mà biết được. Anh Chính vừa nhai đùi gà vừa thở dài. hey, bởi vậy, số phận cô tôi trẻ không phải cứ vào cô nhi viện là coi như xong. Phía sau còn nhiều mật tối lắm. Long đồng ý với anh Chính ở điểm này, nhưng cậu cũng không nói những chuyện quá khứ của mình ra. Thời điểm trốn khỏi cô nhi viện này, Long không dám hé một lời nào với người khác. Cậu sợ người ta biết mình từ nơi này trốn ra sẽ bắt mình về lại, cho nên bí mật này cậu vẫn giữ trong lòng 12 năm nay tới 5 giờ chiều thì mọi người tan làm long cầm theo quần áo đến nhà tắm công cộng cậu sống trong cực khổ quen rồi cho nên mặc kệ nhà tắm công cộng này vừa cũ vừa bẩn cũng không thấy có vấn đề gì lúc tắm xong còn tiện tay trả sạch bức tường và vòi nước cậu quay về lúc trời đã hơi nhá nhem đèn đường lúc này còn chưa được bật lên đi từ đằng xa thì thấy có một cô bé con đang ngồi bên cạnh chú bắc chú bắc nghiêng đầu lướt điện thoại cô bé lặng im ngồi bên cạnh chăm chú nhìn xuống màn hình. Con nít hay bị thu hút bởi điện thoại, Long chẳng thấy chuyện này có gì là lạ. Cậu đoán chắc là con cái nhà ai gần đây tranh thủ lúc chưa ăn tối chạy đi chơi. Sao không đợi anh cùng về chung với? Anh Ngọc huyết vai Long một cái khiến cậu giật mình. Cậu lúng túng. Đàn ông với nhau, đi tắm còn phải đợi nhau về nữa cả. Anh Ngọc vỗ lên đầu Long một cái. Đàn ông chở nhau thì đã sao? hai người đánh qua đánh lại đùa giỡn nhau khi tới nơi anh ngọc lấy móc phơi của não lên nói với chú bắc nhà tắm hiện đang rảnh đó chú tranh thủ qua mà tắm đi chú bắc tắt điện thoại đứng rẻ vườn vài ờ để chú đi tắm cái người bốc mùi rồi đây anh ngọc trêu cháu thấy người chú lúc nào cháu bốc mùi chú bắc giơ tay lên làm động tác muốn đánh anh ngọc nhưng chú không đập xuống anh Ngọc theo bản năng lùi ra sau mấy bước, cười phố lớ. Long không hoạt bát như anh Ngọc, cậu chỉ đứng móc quần áo của mình lên rồi bất chợt hỏi. Ồ cái con bé ban nãy ngồi với chú là con cái nhà ai vậy? Chú bác đang sàn đồ đi tắm, nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Con biết nào ngồi với chú cơ? Thì ban nãy con thấy có cô bé, con ai khoảng 7-8 tuổi ngồi với chú đó. Chú bác nhìn quanh một vòng rồi nói. Thằng này nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Làm gì có anh ngồi với chú đâu? Với lại, ai mà lại cho con cái ngồi với chú à cái thằng này? Nhất là con gái. Trong cái thời buổi bây giờ, họ giữ con gái như là giữ vàng. Ai đâu cho con nít chạy lung tung với đám người lao động như tụi mình. Long khẽ như mày. Ban nãy cậu chắc chắn không nhìn nhầm. Chỉ là đang nhìn thì bị anh Ngọc cắt ngang nên không nhìn thấy cô bé rời đi. Thấy thái độ chú bác không giống như là nói dối, Long nghĩ đến chuyện đêm qua. Lẽ nào thứ cậu nhìn thấy không phải là người Nhưng Long không nói thật Chuyện này ra với chú Bắc Và anh Ngọc sợ sẽ dọa Sợ cho bọn họ Buổi tối cả ba và màn ngủ sớm Long vẫn là người nằm ngoài cùng Lúc chưa có anh ngủ Cậu hỏi vu vơ Mọi người có tin Trên đời này có ma không Chú Bắc là người sống lâu nhất Cũng giàu kinh nghiệm nhất chú nói Tin chứ Không những tin mà tao còn từng cam qua rồi. Cả Long lẫn anh Ngọc đều dòng tay lên nghe chú bác kể. Hồi tao mới 10 tuổi, con nít ở quê, thời đó phải thường xuyên làm việc phụ cha mẹ, chứ không phải như con nít bây giờ, được ăn ngon mặc đẹp mà còn đòi hỏi cái này cái kia đâu. Lúc đó nhà tao nghèo lắm, tao phải đi chăn trâu muốn cho nhà người ta. Một mình tao chăn hai con, mỗi ngày được trả công, ba lọn gạo. Chừng đó gạo độn thêm khoai, cả nhà tao cũng ăn được mấy ngày đấy. Lần đó cỏ ở gần nhà hết rồi Nên tao phải dắt châu đi xa Tao nhớ là Cái chỗ tao tới nó lạ lắm Tao chưa từng đi tới chỗ đó bao giờ Nhưng mà con nít mà Cứ biết sợ là gì đâu Ba bốn đứa lùa châu tới chỗ đó cho nó ăn Xong cả bọn tập trung lại gốc cây Chơi bắn bi Lúc cả bọn tao đang chơi Thì cũng một người đàn bà Bế theo đứa con nhỏ đi tới Bà ta cứ đứng đó nhìn bọn tao Xong cái thằng lớn nhất bẫy nhưng như là khoảng 13 tuổi rồi đó. Nó mới khó chịu nói. Sao cô cứ nhìn bọn cháu vậy? Người phụ nữ kia không nói gì. Thế là bế con bỏ đi mất. Buổi chiều cả đám lùa châu về. Người lớn thấy châu còn nào còn lấy. Nó càng bụng thì ngạc nhiên lắm. Bởi cỏ vùng này ít. Châu ăn lưng lửng bụng là mừng rồi. Tối về họ sẽ tròn thêm rơm Lúc đó bọn tao nói đến cái bãi đất kia. Cũng kể câu chuyện người đàn bà ấm còn đó chợt một bác khái kêu lên giỏi đứt ơi chỗ kỳ đà đó là chỗ cấm kỵ không ai dám tới đó mà thế là cả đám bọn tao ngạc nhiên hỏi lý do thì bái kể cách đây mấy chục năm về trước chỗ đó là đất nhà một bà hội đồng nhà bà ta giàu lắm đất đai bạt ngàn cày bừa không hết bởi vì nhà giàu nên ông hội đồng sinh ra cái tật mê gái trong nhà có người ở nào còn trẻ cũng đều bị ông trêu ghẹo năm đó cô cô tuyết mới 16 tuổi đã vào ở cho nhà ông cô tuyết đẹp lắm nên bị ông hội đồng để ý thế rồi trong một đêm nọ ông hội đồng hãm hiếp cô cô tuyết vừa xấu hổ vừa sợ nên không dám nói với ai thời đó phụ nữ mặc dù bị hãm hiếp nhưng mà cũng bị xem như tội đồ hay bị người ta cười chê thế rồi sau lần đó cô có thai Bà hội đồng phát hiện thì đuổi cô ra khỏi nhà Cổ tuyết bụng màng dạ chữa lang thang đầu đường gió chợ xin ăn Cuối cùng cô sinh được một đứa con trai Nhưng đứa nhỏ vì thiếu dinh dưỡng Yếu ớt Nên vừa lọt lòng mẹ Không vào lâu thì chết Cổ tuyết vì quá đau lòng Nên đến gốc đa nhà ông hội đồng treo cổ tự vẫn Từ đó Người ta hay thấy bóng dáng cổ ẩm còn Quanh quẩn gốc đa Người ta một phần vì sợ Một phần nơi đó trồng trọt gì cũng không được nên lâu ngày không ai ra đó nữa lâu dần nó trở thành nơi bỏ hoang chú bác kể tới đây thì thở dài một hơi Ê, về sau nghe nói với nhà ông bà hội đồng cũng xảy ra lắm chuyện đám con cái của ông không hiểu sao hết đứa này đến đứa kia lần ra chết hai ông bà ấy về sau bệnh nằm liệt giường mà không ai chăm đám kẻ ăn người ở gom hết của cải của ông bà bỏ trốn. Chú lại cười. <cười> có lẽ cái người phụ nữ mà ôm con mà bọn tao nhìn thấy lúc đó có lẽ là hồn ma của tuyết. Chứ ai mà lại ấm trẻ sơ sinh đến chỗ hoàng vô như thế bao giờ. Anh Ngọc nghe xong cũng phụ hòa thêm. Nghe chú kể, con cũng nhớ tới câu chuyện mà mẹ con kể lúc trước. Mẹ con hồ con gái cũng cực lắm, ba bốn giờ sáng phải dậy trắng bánh đem ra chợ bán có một lần mới năm giờ sáng mẹ còn là cắp thúng bánh ra chợ thì thấy phía xa xa có một người đàn ông đi tới gần lúc tới gần bà phát hiện giờ đó là ông bình hàng xóm ông mới đi câu về đang đi vào sân thế là mẹ con trả một tiếng rồi tiếp tục ra chợ đến khi bán bánh xong quay trở về thì mẹ thấy nhà bên cạnh có tiếng khóc nức nở chạy qua xem thì thấy xác ông bình nằm giữa nhà hỏi ra mới biết đêm qua ông bình đi thả câu bị trượt chân ngã xuống ao lục nãy mới vớt xác lên được mẹ còn mới giật mình rõ ràng sáng nay bà vừa mới gặp ông ấy đây cơ mà người chết từ đêm qua mà mới tới sáng mẹ nhìn thấy vậy rõ ràng là gặp ma rồi còn gì long nghe hai chú cháu kia thảo luận một hồi cuối cùng cậu kết luận vậy mọi người đều đảm bảo ma là có thật tất nhiên chú bắc khẳng định long im lặng không nói gì nữa cậu liếc mắt nhìn ra bên ngoài trong đầu vẫn không ngừng nghĩ tới tiếng con nít cười đùa tối hôm qua ba người họ nói chuyện không bao lâu thì ngủ mất tới giữa đêm bỗng nhiên long nghe được một tiếng hét ở bên ngoài lều cậu giật mình mở mắt ra chú bắc bên cạnh cũng lèm bèm hỏi có chuyện gì vậy đứa nào hét đó long ngóc đầu vào nhìn phía trong không thấy anh ngọc ở trong đó Cậu hoài nghi nói. Hình như là giọng anh Ngọc. Không đợi cậu phải nghi vấn lâu, anh Ngọc đã lên tiếng. Ma! Chú, ch bác ơi! Cô ma! Chú bác và Long nghe thấy vậy, liền ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó vén màn bước ra. Chú bác ngáp giải nói. Lúc tối, trước khi đi ngủ kẻ chuyện ma, nên bị ám ảnh hay sao đấy mày? Anh Ngọc nuốt tức miếng lắc đầu. Không, không phải, là ma thật đấy ạ à? Con vừa mới thấy nó đứng ở đây xong. Sau đó anh kể lại Hôm nay trước khi đi ngủ Anh Ngọc uống hơi nhiều nước Tới giữa đêm bỗng nhiên mắc tiểu Thế là đi ra ngoài Nhà vệ sinh công cộng cách xa chỗ này một đoạn Nên anh quyết định giải quyết Ở ngay gốc cây gần đây Đến khi xong việc quay về Anh thấy có bóng một đứa trẻ con Đứng ngay ngoài cái lều tạm bờ kia Anh lấy làm lạ lắm bởi vì giờ này ra lại có trẻ con lang thang ở đây. Hơn nữa, còn đứng nhìn vào căn lều kia chầm chằm Chẳng lẽ nó tính ăn trộm gì sao? Anh bèn đi tới bên đứa nhỏ hỏi. Này cháu, sao giờ này còn không về ngủ đi, còn thập thò ở đây? Đứa trẻ từ từ quay đầu lại, anh Ngọc nhìn thấy gương mặt nó tay mét, đôi mắt trắng dã không có trọng đen, trên khóe môi còn nở một nụ cười quái dị. Ban đầu anh Ngọc khá hốt hoảng, tưởng nó bị bệnh gì, sau đó nó cứ như thế tan biến trước mặt anh. Anh ngỡ người ra phát hiện mình đã gặp ma rồi. Chú Bắc nghe xong nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Này, thật không đấy? Mày đừng có hù tao nghe. Anh Ngọc giơ ba ngón tay lên thẻ thốt. Còn nói thật mà, nửa đêm nửa hôm anh sảnh đâu mà dựng chuyện với chú. Chú Bắc ngẫm cũng đúng. Bọn họ đều là dân lao động tay chân, ban đêm đặt mình xuống là ngủ mất, chỉ mong ngủ sao cho giấc nó đủ để sáng mai còn đi làm. Ai dư sức đâu mà bày ra mấy cái trò này. Nhưng chú vẫn hỏi lại cho chắc. Thật chứ? Không đợi anh Ngọc trả lời, Long chân ngang. Thật đó chú? Anh Ngọc đang tính cam đoan lần nữa với chú Bắc về việc mình quả thật nhìn thấy bóng ma kia. Nhưng nghe Long nói vậy, anh cũng ngạc nhiên hỏi cậu. Mày, mày cũng nhìn thấy rồi à? Long gật đầu. Bên ngoài sương đêm rơi lạnh, ba người cùng chui đầu vào trong lều long đem chuyện bữa trước mình nghe thấy ra kể lại với chú bắc và anh ngọc cậu đem cả chuyện bé gái hồi chiều ra kể thêm một lần nữa lúc này chú bắc với anh ngọc mới mơ hồ tin những lời cậu nói chiều nay chú bắc nghi ngờ theo như lời ông chủ nhà nói thì chỗ này ngày trước là một cái cô dị viện phải chăng ở nơi này ngày trước có trẻ con chết ư? anh ngọc gật đầu liên tục đúng vậy tuổi trẻ con thì hay đau ốm bệnh tật có thể có vài đứa trẻ bị bệnh rồi chết anh ngọc và chú bắc đều nghĩ như vậy nhưng long thì biết sự thật nó khác lắm cậu không cho rằng bọn nhóc chết đơn giản vậy đã từng chứng kiến những cảnh kia rồi cậu rất nghi ngờ về những cái chết của đám nhóc ở nơi này nhưng long vẫn giữ kín bí mật kia không nói ra cậu không phải là người thích chia sẻ với người khác ba người bọn họ trằn chọc ngủ qua một đêm sáng ra trên gương mặt ai cũng đượm vẻ mệt mỏi căn nhà xây dựng được hơn 10 ngày thì xong phần móng và xây lên được bức tường cao thế nhưng hôm đó không biết vì sao cái giản giáo vững như bản thạch bỗng dưng đổ dầm khiến cho một người thợ ngã lăn ra đất kêu lên đau đớn mọi người hốt hoảng chạy đến xem anh ta có bị làm sao không thì chỉ thấy máu tuôn ra xối xả họ bèn gấp rút đưa anh ta đi bệnh viện sự hốt hoảng của mọi người không bằng sự hốt hoảng của long Ban nãy cậu rõ ràng thấy có ba đứa bé đứng dưới chân giản giáo xô ngã nó cậu chạy tới mà không kịp đỡ anh thợ kia ba đứa bé đó có nước da tái xanh cả người âm u lạnh lẽo đôi mắt không có trọng đen giống như tối qua anh ngọc miêu tả long biết ngay chúng nó không phải là người chuyện này chỉ một mình long nhìn thấy chúng nó những người khác không hề phát hiện ra mặc dù không thấy trọng đen của đôi mắt nhưng hướng nhìn của chúng khiến long biết ngay chúng đang nhìn mình cậu hơi sợ hãi lùi về sau long lục lại trí nhớ nhưng cậu không thể nào nhớ nổi mấy đứa trẻ kia là ai có từng ở chung với cậu không người nhốn nháo đến nhốn nháo đi một hồi rồi rút cuộc cũng xong hai người mang anh thợ kia đi bệnh viện những người còn lại tiếp tục quay về làm việc mà bóng dáng của ba đứa trẻ kia đã tan biến mất từ lâu anh Chính huých vai Long. Làm gì đứng ngẩn ngơ thế mày? Chuyện ma quỷ này anh Chính không biết cho nên Long không nói với anh mà chỉ phỉ cười. Hay là thêm máu nên sợ ấy mà. Anh Chính cười ha hả <laughs> Mẹ sự đàn ông con trai mà sợ máu à? Yếu đuối thế. Long chỉ cười chứ không đáp lại lời anh. Đến trưa lúc ăn cơm cậu mới đi tới phía chú Bắc và anh Ngọc nói Mọi người có biết... Vì sao sáng nay giàn giáo nó bị sập không Anh Ngọc đáp Chắc là đứa nào để bị canh chứ gì Đã nhắc bao nhiêu lần là giàn giáo Phải để kê cho nó vững rồi May mà chỉ bị thương nhẹ với gãy trần rồi đấy Chứ tao biết có người ngã giàn giáo mà Liệt nửa người luôn kìa Chờ anh Ngọc nói xong Long mới nắm chặt đôi đũa trong tay nói Không phải Là bị canh đâu Em nhìn thấy có bà đứa con nít nó sổ ngã đấy. Chú Bắc và anh Ngọc đều trợn mắt lên nhìn Long. con người xô giản giáo à? Sao lại là con nít? Chú Bắc cực kỳ kinh ngạc, bởi vì mấy nơi xây dựng như thế này, ai lại cho con nít vào? Hơn nữa, chỗ này của bọn họ có đến gần chục người làm, làm sao con nít đi lọt vào đây mà không ai phát hiện để đuổi ra? Long gãy gật đầu. Còn thấy, bọn nó không phải là con người đâu. Chú Bắc lo lắng. Tôi chết, mảnh đất này có phạm vào tâm linh gì không? Không thôi phải gọi chủ nhà đến cúng kiến thì chứ như thế này không thể nào mà xây nhà nổi đâu. Long gật đầu đồng tình, chú Bắc là người lớn cho nên chú đứng ra nói với chủ thầu chuyện này. Chủ thầu là người đàn ông ngoài 50 tuổi, có kinh nghiệm xây nhà gần 30 năm. Tuy không thể xây dựng được những ngôi nhà cao tầng hay dườm già, nhưng mấy ngôi nhà dân dụng như thế này, ông xây rất chắc chắn và đẹp mắt. Đã là người làm nghề xây thì ai cũng có chút ít mê tín dị đoan. Chủ thầu nghe chú Bắc nói xong thì lập tức liên hệ với ông Hải, bảo ông ta nên làm cái lễ cúng vong hồn. Ông Hải bắt máy, nghe chủ thầu báo cáo lại tình hình thì trả lời. Bây giờ tôi đang ở Đà Nẵng mất rồi, phải ba ngày nữa mới về kịp. Thế này đi, trước mắt mọi người cứ làm việc bình thường, chờ khi tôi về thì làm lễ sau. Với lại, làm cho đúng thủ tục, có kiên có lành thôi, chứ đời tôi chả bao giờ tin chuyện ma cỏ tay ông ta nhuốm biết bao nhiêu máu tươi mà có bao giờ thấy ma ông ta cũng không để tâm chuyện này lắm chẳng qua người ta bảo xây cất nhà cửa thì phải cúng kính đầy đủ nên ông ta nghe theo mà thôi chủ thầu nhận điện thoại xong thì báo với mọi người để họ làm việc bình thường chờ ba ngày sau ông hải về mới làm lễ được hồi sáng nay thì mọi người còn chưa biết gì nhưng hiện tại họ đều biết chỗ này con vong làm nghề xây dựng lâu năm có lúc họ còn xây nhà trên vùng đất trước kia từng là nghĩa trang cho nên tâm lý của họ vững lắm họ quan niệm sống chết có số mấy vong kia nhi cũng cùng lắm là không hiểu lý lẽ nên trêu đùa họ mà thôi còn người ảnh hưởng trực tiếp là chủ nhà kia kìa một ngôi nhà xây dựng trên đất xấu có khi chủ nhà làm ăn mãi mà không ngóc đầu lên được ấy chứ thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó ngày hôm sau anh chính bị một đống gạch ở trên cao rơi xuống đầu mặc dù đã đeo nón bảo hộ rồi nhưng trọng lượng đống gạch kia không nhẹ anh choáng váng đến ngất xỉu long hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện lần này chính mắt cậu nhìn thấy đám nhóc kia lùa gạch từ trên cao xuống trước khi đi cậu nói với mọi người mọi người muốn sống thì đừng làm việc nữa tốt nhất là quay trở về giải quyết chuyện này xong đi đã mấy người kia ngơ ngác nhìn cậu nhưng hai ngày liên tục xảy ra hai việc này khiến họ cũng cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Tiền thì cũng cần đó, nhưng mạng cần hơn. Thôi thì cứ chờ ông Hải về, làm lễ rồi qua lại làm việc sau cũng được. Căn nhà này nó đâu có chạy đi đâu được đâu mà lo. Tâm lý vẫn cỡ nào thì đứng trước chuyện này cũng phải suy xét lại. Anh chính bị chấn động não nhẹ, lưng và vai cũng bị chảy sức bẩm tím. Anh nằm hôn mê ba tiếng đồng hồ mới tỉnh, Lúc tỉnh lại thấy mình mặc bộ đồ quần áo lao động dơ giấy nằm trong căn phòng trắng tinh. Bên cạnh là Long đang dựa vào tường ngủ gật. Đêm qua mất ngủ cho nên hiện tại cậu hơi mệt. Lúc này anh Long mới nhớ tới bàn nãy mình bị gạch rơi trúng đầu. Anh khẽ cửa động, thấy cả đầu lẫn bả vai đều đau ê ẩm. Long ngủ rất nông cho nên vừa nghe tiếng anh suýt xoa cậu đã giật mình mở mắt dậy. Anh tỉnh rồi đấy à? có đau lắm không? Anh chính ngồi dựa vào tường. Ờ, hơi ẩm tí. Bác sĩ nói anh có sao không? Không có gì đáng ngại đâu. Lát anh xuất viện về cũng được. Không đến mức gãy xương hay là bè đầu như anh trai hôm qua đâu. Anh chính cao mày mắng một câu. Mẹ nó chứ. Không biết thằng chó là xếp gạch trên cao mà xếp ngủ thế. Mày tạo phước lớn mạng lớn mới không xảo đấy. Long trầm mặt nói không phải là do người xếp gạch đâu anh. Không tiền do cái gì? Mẹ nó chứ, tiền viện phí phải để thằng đó nó trả. Lòng mím môi một lát mới nói, chính mắt em nhìn thấy là do mấy đứa trẻ con nó làm. Anh chính hàng máu muốn chửi thẻ, nghe Long nói vậy thì ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. Mày nói cái gì? Trẻ con ở đâu ra? Mày đừng nói lại là mấy đứa trẻ hôm qua, mày nói là sung ngã giàn giáo nhá. Long gật đầu, anh chính trợn mắt là thật đó phòng bệnh này có ba giường lúc này không có bệnh nhân nào ở đây nên cả hai thoải mái lớn tiếng nói chuyện với nhau long nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng nên nói ra ở đây anh chính là người thân thiết với cậu nhất cho nên cậu nghĩ trước tiên nên nói cho anh biết bởi vì anh là người cậu có thể tin tưởng được anh mười uh, 12 năm trước em từng ở trong cái cô nhi viện đó đó anh Long lại càng trợn mắt lớn hơn. Ý mày là, cái, cái cô như viện đó hả? Là mảnh đất mà tụi mình đang xây nhà cho người ta đó. Long gật đầu. Anh chính quen biết Long được 5 năm. Từ lúc cậu mới 15 tuổi, anh chỉ biết cậu là một thằng nhóc bụi đời không cha không mẹ. Nhưng anh không biết được cậu từng ở trong cô như viện. Nơi đó dù sao cũng không lo ăn lo mặc, lại còn được đi học. Sao cậu không ở trong đó mà lang thang, ăn bữa nay, lo bữa mai như thế này. Anh hỏi, Thế sao mày không ở trong đó? Chẳng lẽ sau này nó giải tỏa, nó đuổi hết tụi mày đi à? Lòng khẽ lắc đầu, Không, là em bỏ trốn. Bỏ trốn? Rồi đất, người ta muốn vào đó còn không được, mày lại bỏ trốn ra ngoài. Đầu mày bị ngu à? Long cười khổ, thực ra nếu cậu kể với ai chắc người ta cũng sẽ ngạc nhiên như anh chính. Cậu bình tĩnh kể lại đoạn ký ức trong cô nhi viện này của mình. Suốt cuộc bí mật suốt 12 năm trời, cuối cùng cũng được cậu kể ra. Anh chính nghe xong thì đâm chiêu. Vậy, Tây Hải chủ nhà này là thầy giáo năm xưa trong cô nhi viện đó hả? À? Ừ, ông ta lấy cái mác đó thôi, chứ thầy giáo gì. Em vẫn nhớ rõ ông ta chẳng dạy bọn em cái gì cho tử tế cả. Chỉ nhăm nhé, tẩy não và trừng phạt bọn em mà thôi. Chính ông ta vẽ rất nhiều câu chuyện công an đáng sợ như thế nào, công an giết người rất ác, thậm chí còn ăn thịt trẻ con. Cho nên khi thoát ra đó, em không hề có ý định là báo công an. Trải qua nhiều năm như thế, đây vẫn là điều anh ấy của em. Anh chính hiểu sự anh nấy của Long, anh vỗ vỗ vai an ủi cậu. Hai người trầm ngâm một lúc lâu, anh chính mới hỏi tiếp. Vậy chuyện này chủ tính như thế nào? Long lắc đầu, Em cũng không biết nữa Bây giờ chắc căn nhà này không thể xây dựng được Có lẽ ngày mai em về nhà kiếm việc khác làm Từ khi về lại nơi này Em cứ thấy trong người không được thoải mái cho lắm Anh chính gật đầu Ừ Chuyện chú mày tùy chú mày tính Buổi chiều anh chính xuất viện về thẳng nhà Còn Long quay lại túp lều tạm bờ của ba chú cháu Hôm nay mọi người có ở lại làm tiếp nữa không hả chú Long hỏi Chú bác vừa giết thuốc vừa trả lời Không Nghe mày nói xong Họ cũng dừng tay luôn Họ nói chờ ông chủ nhà quay về làm lễ cúng bái xong Rồi mới tiếp tục làm việc được Chứ hai ngày liên tiếp xảy ra hai nạn đổ máu Ai mà chả sợ Long nhìn anh Ngọc đang cởi trần Gặm một trái ổi gần đó hỏi Thế chú vệ Ngọc có về nhà không? Hay chờ vài ngày nữa Chờ ông chủ về làm lễ xong rồi tiếp tục làm Chú bác thở dài Chú lao động tự do Ở đâu có công trình thì tới đó ăn dầm ở rẻ Chứ có muốn nhà trọ đâu mà về Anh Ngọc cũng gật đầu Anh mày cũng vậy Thuê nhà rồi còn điện nước wifi các kiểu tốn kém quá Nên anh cũng chẳng thuê nhà trọ làm gì Khi nào tạm thời chưa có việc Thì tới nhà chị gái ở cá mấy bữa Đàn ông con trai mà Chỉ cần có chỗ ngả lưng thôi Chứ đâu cần chăn ấm nệm em làm gì Long liếc mắt nhìn vào góc lèo Thấy hai cái ba lô trong đó là toàn bộ hành lý của hai người này cậu đoán cả hai chẳng có nổi một bộ quần áo tử tế để lỡ may đi chơi hay ăn tiệc cuộc sống chính là như vậy buổi tối ba người làm tổ trong lều anh ngọc thấp giọng nói liệu đêm này có chuyện gì xảy ra nữa không chú bác thở dài không biết nhưng mà tụi con nít nó hay quậy lắm hy vọng mình ăn ở hiền lành sẽ không gặp gì bất chắc cả ba câu được câu mất nói với nhau mấy lời rồi quen mắt ngủ sớm nên không bao lâu đã ngủ mất tới nửa đêm một giọng nói trẻ con thanh quý vang lên bên tai long long ơi long ơi dậy đi long long nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra cả người như một con rối chui ra khỏi màn ra đến sân cậu thấy trước sân có đến sáu bảy đứa con nít trên gương mặt chúng nó đứa nào cũng tràn ngập u ám sắc mặt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm một đứa con gái lên tiếng long ơi chị đau lắm long tại sao hôm đó em không cứu chị chị bị hành hạ đau lắm long nhìn cô bé mặc bộ váy màu hồng rách tả tơi trên người có đầy những vết bẩm tím cô bé kia tiếp tục khóc lóc bọn họ hành hạ chị, bọn họ giết chị, chị đau lắm lòng ơi. Long không còn nhớ rõ hình dáng của những đứa trẻ trong cô nhi viện năm xưa, nhưng cậu cảm giác người vừa nói chuyện với mình là có biết thi năm xưa, cô bé hơn cậu một tuổi, cậu vẫn thường gọi cô là chị. đám nhóc kia, đứa thì khóc lóc não nề đứa thì ai oán nhìn cậu, gương mặt bọn chúng vặn vẹo thống khổ. Long cũng cảm thấy trái tim đau nhức. Thực sự ngày đó cậu vẫn có khả năng cứu được một trong số những đứa trẻ ở đây, nhưng cậu lại chọn cách chạy trốn. Sau đó lừa mình rằng những chuyện này không liên quan đến mình. Con người trước khi lo cho được người ta thì phải lo cho bản thân mình trước. Nhưng Long cũng biết những năm qua mình ngủ không ngon khi nghĩ về những điều tồi tệ này. Bất giác cậu ngồi xuống đất, tay ôm lấy mặt hai giọng nước mắt nóng hổi chảy qua các kẽ tay cậu đã trốn tránh điều này quá lâu rồi phải chăng số phận sắp đặt cậu quay lại đây để thay đổi điều gì đó những đứa trẻ này có phải đã chết dưới tay những con người độc ác kia không bọn chúng không có nhà để về không có nơi để đi nên nhiều năm qua vẫn bám trụ lại chỗ này càng nghĩ trái tim long lại càng đau nhức không biết long ngồi ở đó suy nghĩ bao lâu cho đến khi trời gần sáng có tiếng xe bắt đầu lưu thông trên đường cậu mới tỉnh lại. Những vong hồn của mấy đứa bé kia không còn ở bên cạnh cậu nữa. Cậu mệt mỏi đi vào trong lều. Lần đầu tiên trong đời Long cảm thấy bản thân mình hạ quyết tâm như thế này. Bây giờ cậu ta ra tố giác những người kia không biết có kết quả không. Vì thời gian trôi qua lâu như thế rồi, chứng cứ cũng chẳng còn. Nhưng cậu vẫn muốn vì mấy đứa trẻ kia làm một lần. 7 giờ sáng, Long đến ủy ban phường làm đơn tố cáo. Xong xôi cậu kể lại cách thức liên lạc để khi cơ quan điều tra cần mình sẽ đến phối hợp, rồi trở về dọn đồ đạc, đi thuê chỗ khác ở. Cậu sợ bọn người kia sẽ tìm đến gây phiền phức cho mình. Vụ việc này xảy ra đã lâu nên bên cơ quan điều tra mất rất nhiều thời gian để xác minh. Phải cả năm sau Long mới nhận được tin những người có liên quan đến cô nhi viện năm ấy đã thành lập tội danh cuộc đời của họ từ đó về sau chỉ ở trong tù còn ngôi nhà đang xây dở dang kia không có cách nào được tiếp tục xây dựng nữa sau này một lần tình cờ long đi ngang qua cậu vào nhìn vào bên trong chỉ thấy có mấy đứa nhóc con đứng trước sân nhìn mình cười tươi rạng rỡ cậu khẽ cười đắp lại bọn chúng rồi quay lưng đi rốt cuộc sau nhiều năm dằn vặt bây giờ long mới có thể bình thản mà sống tiếp Quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.